chương 860, long rực khổng lồ của Diệp Phàm kích động, tay phải của hắn cũng có chút run rẩy khí tức cả người cũng có chút huệ hoài. Không phải hắn không có thủ đoạn nào khác để chiến thắng vương trọng, thậm chí có thể làm ra sự nhẹ nhàng. Nhưng hắn không muốn, hắn không muốn dùng thủ đoạn khác đối mặt với một đối thủ đem tính mạng hiến cho vinh dự, đối thủ như vậy, chỉ có va chạm mạnh nhất mới là tôn trọng. Nhân phẩm của Diệp Phàm đối với Vương Trọng cũng không tán thành, bởi vì chuyện Vương Trùng đối với Phượng Vũ đã làm đủ để khơi dậy sát ý của Diệp Phàm nhưng mà làm một võ tu là một võ tu từng coi vinh dự là tất cả hắn tán thành chiến ý vương trùng tán thành võ đạo của hắn ta có chết hay không đáng sợ là nhu nhược là trốn tránh ở phương diện này diệp phàm là một loại người giống như vương trọng còn sống thì đều phải bảo vệ tình cảm là tình cảm là tín ngưỡng là vinh dự là lợi ích nhưng tuyệt đối không phải số phận thân hình khôi ngô chậm rãi rơi xuống đôi mắt thô bạo kia chậm rãi nhắm lại vương trùng nhìn bầu trời dần dần đi xa huyết mạch trong cơ thể Long Hùng chậm rãi ngừng thiêu đốt cha, đại ca, ta không để cho các ngươi thất vọng chứ. Nam Linh Cảnh, trong một cung điện vô cùng xa hoa, một bóng người cường tráng ngơ ngác nhìn thân ảnh từ trên chiếu xuống, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, một nhóm nước mắt từ từ chảy xuống. Trọng Nhi, đây chính là kết cục của ngươi, lúc Long Hùng tộc ta quy túc, thời điểm hạo kiếp, Long Hùng chi tổ của bọn ta vì bảo vệ truyền thừa, vào thời điểm trọng yếu nhất đã phản bội Nam Linh chi chủ, mang theo tộc nhân thoát đi, Chúng ta truyền thừa xuống, lại sống không bằng chết đi, toàn bộ tộc nhân chúng ta đều dán nhãn hiệu nhu nhược, bất luận lúc nào, võ tu Nam Linh cảnh đối với chúng ta chỉ có chào phúng, chỉ có cười nhạo. Ngươi là đệ nhất thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ tuổi Long hùng tộc bọn ta, được công nhận là tộc trưởng đời tiếp theo, ngươi gánh quá nhiều, quá nhiều, ta biết, lần này ngươi sẽ có quyết tâm tất thắng, hoặc là ngươi chết, hoặc là ngươi chiến thắng tất cả mọi người. Bộ tộc Long hùng chúng ta không bao giờ là kẻ nhu nhược, nếu có cơ hội cho dù chết trận cuối cùng, bọn ta cũng sẽ không trốn tránh nữa, con trai, con làm đúng. Oanh, tiếng nổ vang quấy nhiễu vô số nỗi lòng của mọi người. Vương trùng nện mạnh xuống diễn võ trường, lấp lông trên người chậm rãi biến mất, hai mắt hắn nhắm chặt lại, khí tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi. Trầm mặc, trầm mặc vô tận, tiếp đó, võ tu đầu tiên đứng lên từ dưới đài, vô số võ tu đi theo, càng ngày càng nhiều người đứng lên, tiếng vỗ tay vang lên, che đi tất cả. Trận chiến này, bọn họ không chỉ đơn giản thắng bại, mà bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng này lâu rồi, là một võ tu kiên trì. Thân hình Diệp Phàm từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, lăng hư kiếm vào vỏ, long rực chậm rãi biến mất, cả người khôi phục hình người, sinh mệnh kính xuất hiện hấp thu toàn bộ thương thế, khí tức của Diệp Phàm chậm rãi khôi phục. Trên đài cao, Đường Vô An nhìn thi thể Vương Trọng, khe khẽ thở dài một hơi. Long hùng tộc, tội của bọn họ đã chuộc xong, nhưng cái giá này không khỏi quá lớn. Đường Vô Ninh không thể hiện sát ý với Diệp Phàm, cuối cùng Diệp Phàm cho Vương Trọng đủ tôn trọng, trên tỉ thí lớn, không phải ngươi chết thì là ta chết, nếu là một võ tu, ngay cả mình về nhà cũng không biết thì cần gì tu võ nữa. Toàn bộ cử động của Diệp Phàm đều khiến người ta không thể bắt bẻ, vô số tiếng vỗ tay của võ tu như thủy triều, không chỉ khiến cho Vương Trùng tráng liệt, mà còn mang lại cho Diệp Phàm sự tán thành và ủng hộ. Loại cảm xúc này ấp ủ thật lâu, mãi cho tới khi bách lý vân lạc bay lên trên đài cao giọng nói trận chiến này diệp phàm thắng oanh đám người bình tĩnh bộc phát sau khi tôn trọng vương trùng còn lại chính là ủng hộ triệt để diệp phàm vô số tiếng gào thét vô số kích động la lên vô số tiếng hét cuồng loạn cuồng loạn truyền kỳ quật khởi thần đàn giáng lâm diệp phàm diệp phàm diệp phàm vô địch vô địch vương tọa toàn năng chưa ta thì còn ai cường giả mạnh nhất kiếm chỉ thiên hạ điên rồi toàn bộ đại lục thiên vũ điên rồi Giờ phút này, Diệp Phàm trở thành ngôi sao chói mắt nhất, cho dù là nam linh cảnh cũng không thể không bội phục người thắng cuộc này. Thậm chí có người còn nói thẳng, Diệp Phàm mới là cường giả đệ nhất trong trung linh cảnh. Vương Trọng Sở dĩ thất bại là bởi Diệp Phàm mới là người mạnh nhất. Loại ngôn luận này chỉ như châu chấu trong nháy mắt đã quét sạch thiên vũ. Giờ phút này, thanh danh của Diệp Phàm đã đạt đến mức ngang với Sở Phong Vân. Kiếm phong chỉ thiên hạ, cùng giai ta vi tôn. Đệ tử của Vạn Đạo Học phủ bắt đầu điên cuồng hét lên, đây chính là khẩu hiệu của bọn hắn, đây chính là tín ngưỡng của bọn hắn, Kiếm Phong chỉ thiên hạ, cùng giai ta vi tôn, vương, diệp phàm của bọn hắn, không sợ bất kỳ yêu nghiệt gì trong thiên hạ. Khẩu hiệu cuồng ngạo bậc nào, ý nghĩ kiêu ngạo cỡ nào, lời cuồng ngôn lúc trước của Diệp Phàm so với lời cuồng ngôn của đệ tử Vạn Đạo Học phủ ngày nay, không đáng nhắc tới, nhưng đã xưa đâu bằng nay, những lời này hôm nay là biểu tượng cho sự cường đại, là chiến ý, là vô địch. Diệp Phàm đứng ở trên diễn võ trường trở thành phế tích, giống như một đế vương hưởng thụ vô tận tiếng hoan hô. Lạc Tố Tố, Thu Nguyệt, Bắc Cung Tuyết đều phức tạp nhìn người trẻ tuổi hơn 20 tuổi này. Loại vinh dự này chỉ có năm đó đoạt thiên trí tôn hưởng thụ, nhưng cho dù là đoạt thiên trí tôn, cũng chưa từng có hành động vĩ đại như ngày hôm nay của Diệp Phàm Ngũ chiến năm thắng, lấy tu vi hợp thánh cửu trọng đánh bại cường giả trí tôn cảnh thiêu đốt sinh mệnh, còn có ai? Cường đại, thô bạo, vô địch, kiệt ngạo, nam nhân như vậy, nữ nhân không động tâm, có nữ nhân nào không thích chứ. Trung linh cảnh là một nơi hiểm yếu, một vòng kiếm ý quét qua, vô tận nham thạch nổ tung, đồng thời một thân ảnh màu đen phóng lên trời, tu vi hư tuyển tam trọng bao phủ tứ phương, một tia kiếm ý tràn ngập, rừng cây phạm vi trăm mét nháy mắt hóa thành bột mịn. Diệp quỷ nhìn bầu trời xa xa truyền tới vô tận tiếng hoan hô, khuôn mặt lạnh lùng trở nên có chút nhu hòa, đại ca, hy vọng kịp thời chiến một trận chiến trên vương tỏa của ngươi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong trung linh cảnh trong núi Đao Sơn Ma Hải, đột một tràn ngập vô tận sinh khí. Tiếp theo trên cấm địa hoang vu, vạn cây bụi rậm rạp, tử khí trong Ma Hải gào thét đều biến mất, đao ảnh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tiếp theo một gã nam tử cụt một tay mặc chiến bảo màu máu đạp nước mà đi. Diệp Tàn nhíu mày nhìn cánh tay trái đứt gãy, trên cánh tay trái tỏa ra tử khí nồng đậm đến mức làm cho người ta sợ hãi, sinh khí căn bản không thể đặt chân vào lĩnh vực này. Xem ra cuối cùng ngươi vẫn vô duyên với ta. Diệp Tàn có chút bất đắc dĩ nói, cánh tay trái của hắn dưới đao mộ lần nữa bị chém nứt, thậm chí dùng sinh khí cũng không thể phục hồi như cũ, có thể thấy được lần truyền thừa này cũng không thuận lợi như vậy. Khí tức của hư huyễn toát ra quét sạch đám linh thú xung quanh, Diệp Tàn nghe thấy từ trận pháp truyền âm cực lớn trên bầu trời phát ra tiếng kêu điên cuồng, hắn lập tức mỉm cười, biết ngay là vậy mà. Tựa như vận mệnh đưa đẩy, ở nơi cách đao mộ không tính quá xa, một con ma viên khiêng trường côn lửa cực tốc chạy băng băng, mỗi một bước toàn bộ núi rừng đều đang chấn động đại lực xuất quan chiến đấu hôm nay kết thúc điên cuồng trận chiến ngày mai là lạc bắc linh và sở phong vân chiến đấu sau lạc bắc linh luân không liền phải liên tục khiêu chiến hai trận sau đó là bốn trận chiến không cần nghĩ cũng biết lạc bắc linh thất bại bốn trận là sở phong vân diệp phàm âu dương tu lưu trấn thi đấu cũng dần dần kết thúc đồng dạng mọi người cũng hiểu được vương giả chân chính sắp sinh ra là sở phong vân diệp phàm hay là Âu Dương Tu, Lưu Trấn, vô số võ tu kích động ẩm ý trong truyền âm đại trận. chương 861, trận đấu chấm dứt, Diệp Phàm cuốn quyết chạy về phía tiểu viện của mình. Không có cách nào, bây giờ hắn không giống lúc trước, vô số nữ tu khóc lóc muốn bảo 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 cho hắn, Diệp Phàm biểu thị hắn rất muốn không cự tuyệt, bất quá bị bàn tay trắng nõn của lạc tố tố hung hăng xoay tròn 180 độ bên hông hắn, sau đó hắn quyết định buông tha. Đệ tử của vạn đạo học phủ tạo thành đội hộ vệ, canh giữ Diệp Phàm ở giữa ngăn trở võ tu bên ngoài quấy giày cũng may Diệp Huynh đã chen chúc vào là ngôi sao mới nổi bật liên tiếp năm trận này nếu Diệp Mị không hỏi đến mấy vấn đề chẳng phải là chọc cho nhiều người tức giận sao Diệp Phàm người có ý kiến gì về trận đấu còn lại không Diệp cô cao giọng nói người nói là lạc Bắc Linh khiêu chiến sở Phong Vân sao lạc Bắc Linh thất bại a Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói thẳng Diệp Mị nhất thời nổi gân xanh ai hỏi tỷ đấu trận này chẳng qua nghĩ đến trận đấu của lạc bắc linh coi như là tôn trọng lạc bắc linh nếu trực tiếp nhảy qua đấu trường sau này cái nhìn này lại có chút không ổn như vậy đối thủ tiếp theo người cảm thấy ai sẽ trở thành trở ngại của ngươi đối thủ tiếp theo là âu dương tu lưu trấn ta không hiểu không đánh giá ta đã gặp qua sở phong vân ra tay rất cường đại ta rất chờ mong đánh với hắn một trận diệp phàm nghiêm túc nói lập tức các phó tu xung quanh càng thêm kích động gào thét điên cuồng lúc trước diệp phàm bởi vì một câu đánh bại đám người âu dương tu đã bị vô số người trào phúng hôm nay diệp phàm nói thẳng chờ mong đánh một trận với sở phong vân lại khiến cho những võ tu này vô cùng chờ mong và kích động đây chính là sự khác biệt của danh tiếng một người còn có một vấn đề cá nhân cũng là vấn đề mà vô số nữ tu vô cùng tò mò người có yêu cầu gì với một nửa kia không diệp cô chấp chấp đôi mắt to đẹp mê người nói lập tức không ít cô gái thét lên đầy hưng phấn Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười bất đắc dĩ, nói, loại chuyện này phải dựa vào duyên phận đi, nào có yêu cầu đặc thù gì, bất quá nữ nhân của ta cũng chỉ có thể là thuộc về mình ta, ta không thích chia sẻ nữ nhân với nam nhân khác. Đó là đương nhiên, cường giả như người có tư cách đưa ra yêu cầu này. Diệp cô nương gật đầu nói, sau khi đám người kết thúc, Diệp Nhi rất rõ ràng không thể đặt sự chú ý của mọi người ở trên người Diệp Phàm ý nghĩa tồn tại của nàng chính là tăng lên độ nổi tiếng của thiên kiêu tự nhiên mỗi người đều sẽ đến thăm gần như đang chạy trốn diệp phàm về tới tiểu viện toàn bộ tiểu viện chỉ còn lại ba người diệp phàm lạc tố tố lạc phượng vũ ba người nhìn nhau cười lạc tố tố khuôn mặt đỏ bừng si ngốc nước nhìn diệp phàm dịu dàng nói diệp phàm nhiều nữ tu như vậy muốn giao thân thể cho ngươi ngươi không động tâm sao lạc phượng vũ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ thật ra các nàng không đáng sắm vai lẫn nhau vào lúc này nhưng đối với Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố mà nói, đây chính là một quá trình học tập, do đó, sau khi để cho Diệp Phàm đại bỉ đi tới Lạc gia, sẽ không có chuyện xảy ra vào thời khắc cuối cùng. Cho nên nàng một đường đóng vai ngốc nghếch Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố cũng rất khó chịu, rõ ràng yêu thương Diệp Phàm muốn chết, sùng bái muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải đóng vai thành Lạc Phượng Vũ, bộ dáng có chút tò mò, cũng có chút ít thưởng thức. Bên cạnh ta còn hai nữ tử tuyệt thế khuynh thành, ta làm sao có thể đi ra ngoài nhìn nữ tu? Lần đầu tiên Diệp Phàm gặp tình thương, cho dù bản thân Lạc Phượng Vũ nghe được cũng có chút vui mừng. Nếu nói yêu Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ thật sự không có, nhưng quả thật là càng thêm thưởng thức. Nếu không phải đạo tâm của cô kiên định, không khéo sẽ giống như Lạc Tố Tố, rất ái mộ Diệp Phàm. Nhưng thứ này, kỳ thật đối với Lạc Phượng Vũ mà nói là một chuyện rất rườm già, bản thân cô cũng không muốn trêu chọc. Người đánh chủ ý của muội muội ta, còn muốn đánh chủ ý lên người ta phải không? lạc phượng vũ mơ hồ đưa cho diệp phàm một ánh mắt mê hoặc dịu dàng nói trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy mỹ ý diệp phàm nghe vậy nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn lạc phượng vũ một cái không biết vì sao hắn luôn cảm giác lạc phượng vũ trước mắt có chút kỳ quái nói như thế nào đây tuy rằng khí chất cùng trước kia giống nhau như nhau nhưng loại mỹ ý này lại không có loại ý xuân mà chỉ có nữ nhân mới có đương nhiên diệp phàm cũng không nghĩ đến những điều này chỉ là bất giác nghĩ đến lời lạc phượng vũ lần trước nói đánh bại vương trọng mời hắn đi lạc ra một chuyến, lạc Gia này quả thật hắn muốn đi, lạc thủy thần Trì là một bước vô cùng trọng yếu trong kế hoạch của hắn. Nhất là sau khi hắn có được thanh linh tuyển thủy, trong thời gian ngắn nhất, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra 26 người phong vân, có lẽ khi hắn từ tiên cung mịt mờ đi ra, 26 người kém cỏi nhất cũng là hư lam cảnh. Đúng rồi. Phượng Vũ, lạc thủy thần trì của lạc gia các người có biết không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn châm trước nói, lạc thủy thần trì lạc phượng vũ và lạc tố tố đồng thời cao mày suy nghĩ một chút tiếp theo lạc phượng vũ nhẹ giọng nói lạc thủy thần trì là bí địa đệ nhất của lạc gia ta tuy nhiên thần trì đã khô cạn nhiều năm phương pháp mở ra thần trì từ lâu đã thất truyền ở chỗ thái gia gia cho nên lạc thủy thần trì kỳ thật đã tồn tại chết nếu ta có biện pháp mở ra lạc thủy thần trì có thể mượn thuộc hạ của ta tu hành một đến hai năm không diệp phàm nói tiếp cái gì mở ra lạc thủy thần trì hai tỷ muội lạc phượng vũ đồng thời kinh hô thanh âm kia động lòng người khiến cho trong lòng Diệp Phàm thật là thoải mái, không thể không nói, cổ họng hai tỉ muội này giống như được sáng thế chủ hôn qua, âm thanh của thiên âm, bất quá cũng chỉ như thế. Diệp Phàm người thật sự có phương pháp mở được lạc thủy thần chỉ sao? Lạc tố tố chân thành nói, có, bất quá giao tình giữa chúng ta là giao tình, ta cũng phải giành quyền lợi vì thế lực của mình, các người có biện pháp thuyết phục lạc đồng tiền bối không? Diệp Phàm gật đầu nói, chuyện này không thành vấn đề, ra gia, gia ta cũng không phải người cố chấp, nếu ngươi có thể mở ra thần trì lạc thủy, đừng nói một năm hai năm, cho dù là hai mươi năm cũng không có vấn đề. lạc tố tố nói thẳng, diệp phàm nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. nếu là những gia tộc khác, diệp phàm hoàn toàn có thể nói một cách công khai điều kiện, nhưng lạc gia nói như thế nào đây? một viên minh châu trên hai trưởng trong gia tộc này, một bị hắn đoạt thân thể, một viên bị hắn lấy tâm, lực lượng có chút không đủ a. À. cũng may chuyện này gần như đã được định sẵn chỉ chờ sau khi tổ chức thi đấu sẽ tiến về lạc gia. Ba người tán gẫu một hồi, hai nữ liền trở lại phòng ngủ, Diệp Phàm thì vẫn ở trên giường treo ở bên ngoài, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm hai người xinh đẹp đùa giỡn, trong lòng âm thầm nói thầm, khi nào cùng một đôi tỷ muội tuyệt thế như vậy hoa đại được ngủ cùng, ngược lại là cuộc đời vui vẻ. Tiểu viện to như vậy mà bình tĩnh mà lạnh nhạt, thời gian này đại đế đã bị Thu Nguyệt Trưng thu. Cái này không phải lúc trước bởi vì dư luận của Diệp Phàm và Thu Nguyệt Tâm tình của Thu Nguyệt vô cùng tệ, vì trấn an nữ nhân của mình, Diệp Phàm quả quyết đem đại đế bán đi, năng lực khác của con hàng này không có, nhưng bản lĩnh dụ dỗ là trời sinh. Đại đế vốn là thể sống chết không chịu, đường đường là thần thú, làm thế nào để trở thành công cụ để người khác mua vui? Mãi đến khi Thu Nguyệt lấy ra một quả thất phẩm linh quả có đẳng cấp cực cao. 862, Sở Phong Vân tới chơi, thời gian vẫn luôn giấu giếm mọi người một cách tự cao tự đại, so với tiểu viện bình tĩnh của Diệp Phàm trận pháp truyền âm vượt qua tứ đại linh cảnh có thể nói là ẩm ý lật trời. Về cách nói của ai mạnh nhất thì bốn đại linh cảnh tranh luận không ngớt, võ tu tây linh cảnh đương nhiên ủng hộ Âu Dương Tu, với tư cách người mạnh nhất linh cảnh như bọn họ, đây là điều tất nhiên, võ tu bắc linh cảnh đều ủng hộ Lưu Trấn, linh cảnh Trung và võ tu nam linh cảnh thì tranh luận không ngớt trên người Diệp Phàm và Sở Phong Vân. Võ tu trung linh cảnh 70% đều ủng hộ Sở Phong Vân, mặc dù thực lực của Diệp Phàm cũng vô cùng đáng sợ, nhưng thanh danh Sở Phong Vân ở bên ngoài, lại có được phương thể, hơn nữa xếp hạng đầu trên trí tôn bảng, nhìn thế nào phần thắng cũng lớn hơn một chút. Làm người ta ngoài ý muốn chính là võ tu nam linh cảnh, hầu như toàn bộ ủng hộ Diệp Phàm dựa theo cách nói của bọn họ, sở dĩ vương trọng thua, chính là bởi vì Diệp Phàm mới là người mạnh nhất trong trung linh cảnh. Mặt khác, Diệp Phàm cùng vương trọng đánh một trận chiến, cuối cùng Diệp Phàm lựa chọn cùng vương trọng đối cứng, tôn trọng vương trọng cũng tôn trọng toàn bộ nam linh cảnh, đạt được không ít võ tu nam linh cảnh tán thành. Kể từ đó, tiếng hô của Diệp Phàm còn cao hơn Sở Phong Vân, trong thời gian ngắn đã tạo thành 5 phe phái. Bốn người Diệp Phàm lần lượt đại diện cho một phe phái, còn có một phe phái trung lập. Mạnh nhất là Âu Dương Tu không thể nghi ngờ, các người căn bản không biết Âu Dương thiếu chủ của chúng ta mạnh như thế nào. Âu Dương gia tộc là đệ nhất gia tộc ở Tây Linh Cảnh của chúng ta, mà từ lúc Âu Dương thiếu chủ trưởng thành, đã dẫn dắt gia tộc Âu Dương quét ngang Tây Linh, thống nhất toàn bộ Linh Cảnh, vô luận là trí tuệ, quyết đoán hay thực lực, thiếu chủ chúng ta đều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Trong tranh luận đơn giản, trong lúc vô ý nói ra tình huống của Tây Linh Cảnh, điều này cũng không có biện pháp tránh khỏi, Tây Linh Cảnh lớn như vậy, vô số võ tu đều biết một việc, làm thế nào giấu giếm được. Âu Dương tu luyện cái bóng, sở phong vân chúng ta là mạnh nhất trong giới vương thể nói chuyện sao. Sở phong vân, người trẻ tuổi nhất trong linh cảnh giới, không tiếp nhận phản bác. Ha ha, người trung linh cảnh các người thích nói nhảm, mạnh nhất cũng là Diệp phàm nếu không phải gặp được Diệp Phàm vương trọng chúng ta hoàn toàn có thể lấy được giải quán quân đứng đầu. Lúc này võ tu nam linh cảnh không phục, lưu trấn công tử đẹp trai nhất, lưu trấn công tử mạnh nhất, lưu trấn công tử quét ngang bát hoang. Nữ nhân bắc linh cảnh bắt đầu niệm khẩu hào, còn chưa nói, bắc linh cảnh tuy rằng nữ tôn nam ti, nhưng mà nữ tu thực lực cùng chất lượng không thể chê, tại linh cảnh này làm nam thiên kiêu, đó cũng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Các mặt tranh cái không ngớt, phái trung lập một mặt ăn dưa xem kịch một mặt lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Các cô nương ở Bắc Linh Cảnh nói Lưu Trấn đẹp trai nhất, chuyện này quả thực không xem sở phong vân ra gì, người sáng suốt đều nhìn ra được, nam tử đệ nhất xinh đẹp đứng đầu sở phong vân, chúng ta có thể nhẫn được sao? Không thể nhịn được, đến đây, mọi người cùng ta nói một chút, Lưu Trấn tính cái trùy. Lưu Trấn tính là cái búa, cái tính kích động của võ tu thuộc phái trung lập là cực mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến vô số võ tu ồn ào theo nữ tu cảnh giới Bắc Linh không cam lòng, dám nói nam thần các nàng. Không thể tha thứ, mắng lại mắng. Được rồi, song phương cuối cùng ai xoái đề tài này, triển khai một hồi oanh oanh liệt liệt liệt, tiếng mắng chiến tranh thê thảm, tiếng mắng chiến trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến trận chiến của Sở Phong Vân và Lưu Trấn, đương nhiên, nếu như hai người bọn họ có thể gặp nhau. Dường như đã nếm được ngon ngọt, những vị võ tu này lại khơi lên chiến hỏa bên kia, vương trùng tự mình bỏ đi mà thôi, Diệp Phàm Tính là con chim, những người nam man các ngươi không phải là vì nâng diệp phàm lên mà làm giảm ảnh hưởng của trọng vương thất bại sao âu dương công tử bọn ta nếu thất bại tuyệt đối sẽ không chịu không nổi như các ngươi thối lắm vương trùng chúng, chúng ta chết trận là vì vinh dự không cho phép người tây linh cảnh các ngươi vũ nhục âu dương tu các ngươi nếu đụng phải diệp phàm đầu cũng bị các ngươi phá vỡ lúc này võ tu nam linh cảnh khó chịu gầm lên âu dương công tử chúng ta mới là vô địch một đám ếch ngồi đáy giếng để diệp phàm đến toàn năng vương tỏa cho ngươi đánh thành toàn năng gại yếu. Mùi thuốc súng hai bên càng lúc càng nồng nặc, nhưng mà Diệp Phàm, Sở Phong Vân, Lưu Trấn, Âu Dương Tu bốn người lại hoàn toàn không để ý tới, mỗi người đều bận rộn với chuyện riêng của mình. Ngày mai chủ nhân chiến đấu của công lạc Bắc Linh càng là ở Trần Kinh, Chu Phù là thiên tài vuốt ve dục tiên dục tử như vậy. Kỳ thật lạc Bắc Linh càng muốn nếm thử mùi vị của Diệp Phàm. Nam nhân này trong lúc chiến đấu với Vương Trùng, loại giã tính, cường tráng này làm cho nàng suy nghĩ cũng có chút ướt át chỉ có điều diệp phàm dường như không có chút hứng thú nào với nàng ngược lại nhiều lần nói ra ý tứ của hắn lạc bắc linh chính là thiên tri kiêu nữ của bắc linh cảnh dưới cái nhìn của nàng nam nhân chính là thứ để chơi đùa hai nam nhân này hầu hạ ở cùng một chỗ nhưng lại có loại cảm giác trong mắt nam nhân này chăn ngủ đêm đã khuya một chàng gõ cửa rất nhỏ truyền đến diệp phàm đang chập mắt chờ tỉnh lại tay phải vung lên cửa lớn mở ra một bóng người tuấn giật đứng ở bên ngoài sở huynh Diệp Phàm có chút kinh dị, nhưng thật không ngờ đã muộn như vậy, sở phong vân vậy mà lại tới đây. Tiểu viện tàng kiều, Diệp Huynh lại tha thiết ở bên ngoài phòng, chẳng lẽ là do bị đuổi ra. Sở phong vân ôn hòa nói, cho dù là trêu chọc, cũng mang theo một tia nho nhã. Diệp Phàm lập tức đứng lên phất tay, mời sở huynh vào. Sở phong vân lúc này đi vào, ngồi trên ghế đá trong viện, Diệp Phàm ngồi đối diện hắn vung tay lên, hai bình linh trà thượng đẳng xuất hiện, chén ngọc đặt ở hai bên, sau đó Diệp Phàm châm trà giúp Sở Phong Vân, cười nói: "Sở huynh đang môn thăm trễ như vậy, chắc không phải là vì cố ý giễu cợt muội chứ?" "Ha ha, quả thực không hoàn toàn là như vậy." Sở Phong Vân nghe vậy gật đầu cười nói, Diệp Phàm nhất thời cảm thấy thú vị, cảm thấy hắn có ý tứ là có một phần nguyên nhân thật sự tới cười nhạo hắn, người này cũng là một người tuyệt diệu. "Lần này ta đến là vì muốn hợp tác với Diệp huynh." "Hợp tác? Ngươi biết Âu Dương Tu người này sao?" "Không hiểu." Diệp Phàm thản nhiên nói căn cứ tình báo tứ đại gia tộc ta lấy được gia tộc âu dương thống nhất tây linh cảnh nhưng trong đó có sự tham gia của si tình cốc si tình cốc thế lực trong linh cảnh làm sao tham dự tranh đấu ở tây linh cảnh hơn nữa thống nhất tây linh cảnh đối với si tình cốc cũng không có chỗ tốt gì diệp phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày sông khói liền ở lại si tình cốc điểm này đương nhiên diệp phàm phải để ý nhiều hơn xác thực sau khi đạt được tình báo này ta cũng tương đối hiếu kỳ ta là người không có sở thích gì nhưng chỉ cần chuyện ta hiếu kỳ, liền đặc biệt muốn làm rõ, cho nên liền tra xét một chút, không, tra ra được một chút tin tức hữu dụng. Sở Phong Vân nói khẽ, tiếp theo mở chiếc phiến giấy trong tay ra, chập trần hẳn lên, đại trưởng lão si tình cốc y vân đình đối với Âu Dương Tu Nhân, nói cách khác, thật ra hồ tình cốc chính là thế lực của Âu Dương Tu, lần này ta nói với ngươi tin tức này, chính là để nhắc nhở ngươi, nếu đụng phải Âu Dương Tu, ngươi ngàn vạn lần đừng đánh lộn giết hắn, nếu không thánh như e rằng tính mạng khó bảo toàn. Về phương diện khác, cũng là để cho ngươi đề phòng người này, người này lại xa xa không có biểu hiện đơn giản như vậy. Người này dã tâm rất lớn, Tây Linh Cảnh nhờ vào lần thi đấu này, thẩm thấu vào không ít thế lực trong Linh Cảnh. 863. Thành lập hợp tác, ừ, ta hiểu rồi, đa tạ, chỉ tiếc hôm nay ta còn không có năng lực để cho sông khói rời khỏi si tình cốc, nàng cũng không muốn dây dưa với ta, bất quá nếu si tình cốc muốn sống lay lắt bất lợi, ta quyết không đáp ứng. Diệp Phàm gật đầu nói tình báo này chính là thành ý để ta hợp tác với ngươi. Sở Phong Vân đột ngột nói, ta khá thích phong cách làm việc của ngươi, thiên đạo mệnh bàn chắc chắn ngươi rất có hứng thú. Ừm, Diệp Phàm gật đầu, ta tiếp xúc cùng tu sĩ Âu Dương, khẩu vị của hắn không nhỏ, nói như vậy đi, ta chỉ nguyện ý bàn điều kiện với người cùng đẳng cấp với ta, hắn, còn thiếu một chút, Diệp Huynh ngược lại là có tư cách, chúng ta có thể cùng nhau đoạt thiên đạo mệnh bàn này, đến lúc đó mượn nhờ thiên đạo mệnh bàn, ta cần định vị bách hình tiên các mờ mịt của tiên cung. Sở Phong Vân uống một ngụm linh trà, bất động thanh sắc nói, chỉ cần tìm được bách hình tiên các, thiên đạo mệnh bàn liền thuộc về Diệp Huynh, sau đó Diệp Huynh sử dụng như thế nào, ta cũng sẽ không quản. Bách hình tiên các, cấp bậc thế lực thống trị đúng là không giống, ngay cả một số địa danh nào đó bên trong tiên cung mờ mịt cũng biết rõ ràng, bất quá nơi đây ta cũng có nghe nói, nghe nói chính là nơi truyền thừa của bách hình tiên tử, nhưng cũng không có chỗ nào đáng giá xưng đạo, chỉ có một hạt hồn tụ đan làm cho người ta có chút động tâm, hồn tụ đan này có thể đem hồn phách người trong 10 năm bị thương không thể nghịch chuyển, hồn phách một lần nữa ngưng tụ lại. Diệp Phàm nghe vậy thì nói bóng nói bóng nói gió dựa theo tin tức thu được ở kiếp trước. Diệp Huynh thông minh, mục tiêu của ta chính là hồn tụ đan, ta muốn cứu một người. Cô ấy tên là Tiểu Tử, một nữ hài rất đáng yêu, mấy năm nay bất kể đi tới nơi truyền thừa nguy hiểm nào, cô ấy đều sẽ ở bên cạnh ta. Có cô ấy, ta không biết cảm giác cô độc, nhưng mà ba năm trước đây, Cô ấy vì ta mà ngăn cản ta nguyền rủa bí cảnh, thần hồn của cô ấy gần như bị phá vỡ. Sở Phong Vân nói khẽ, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra một tia nhu tình, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm ôn hòa nói, Diệp Huynh, có nguyện ý hợp tác với ta. Tất nhiên, cầu còn không được, đây là ấn ký truyền âm của ta. Đợi đến tiên cung mở mịt, chúng ta trực tiếp thông qua ấn ký truyền âm giao lưu. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Sở Phong Vân tiếp nhận ấn ký truyền âm, tiếp theo đứng lên, chắp tay, như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, đợi Sở Phong Vân rời khỏi, Diệp Phàm lặng lặng ngồi một hồi, sau đó ẩn giấu thân hình, biến mất không thấy đâu nữa. Nơi Phong Tình kiếm chỗ ở, Diệp Phàm ngồi trước mặt Phong Tình kiếm, vào thẳng chủ đề nói, "Phong huynh, chuyện đó sao? Đây là tình báo mà nam tử mà ngươi nói, ta dùng ký ức vị tinh ghi lại, thời điểm ngươi lấy được vị trí thứ nhất, trước mặt mọi người đem hình ảnh phóng ra, đến lúc đó ngay trước mặt mọi người, khi thu viện trưởng đối mặt lý ra, lục ra gây khó dễ." bồi thường khổng lồ sẽ khiến người rất hài lòng. Phong tình kiếm lấy ra một mảnh thủy tinh ký ức, ta cần quân cờ lục gia an bài đơn giản nói, hình ảnh lý gia này ta có chỗ dùng khác, trên thi đấu, lý gia ta sẽ không truy cứu. Diệp phàm thu hồi thủy tinh đạo ký ức, viên thủy tinh này sẽ ở lúc thu nguyệt tìm lục gia gây phiền toái, đồng dạng xuất hiện trên tay lý đoàn tố, lý giác tố sẽ giao viên thủy tinh này cho lý thương, đến lúc đó, chuyện lý giác trở thành gia chủ lý gia là ván đã đóng thuyền, với tài nguyên hắn cho lý giác tố tin tưởng tu vi của nàng cách hư cương cảnh cũng không xa a à, đây là quân cờ của lục gia phong tình kiếm vung tay lên miếng thủy tinh trí nhớ thứ hai bay đến trong tay diệp phàm sau khi diệp phàm nhận lấy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười chắp tay nói đa tạ phong huynh giữa ngươi và ta không cần như vậy nếu không có diệp huynh hôm nay ta sợ là đã sống không bằng chết diệp huynh có ân tình rất lớn đối với ta chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới Diệp huynh còn có cái gì phân phó, cứ việc nói. Vậy là không có, thế nhưng dù sao thì trí tôn thần thành này cũng là một trong những đại bản doanh của phong huynh, nếu như trí tôn học phủ có tin tức gì đặc biệt, kính xin phong huynh cứ báo cho ta biết. Ừm, không thành vấn đề, phong tình kiếm bật đầu nói. Diệp phàm lập tức chắp tay cáo từ, không trực tiếp trở lại nơi ở của mình, diệp phàm trực tiếp chạy tới chỗ thu nguyệt ở. Không gõ cửa, thực ra không phải không lễ phép, mà là thu nguyệt tiến vào tiểu viện của diệp phàm chưa từng gõ cửa diệp phàm lấy cớ thu nguyệt không gõ cửa cũng không gõ cửa là ôm tính toán nếu không cẩn thận chiếm được tiện nghi không chỉ như vậy hắn còn dùng hoàng thiên ấn ngăn cách thu nguyệt cảm giác đã đêm khuya chắc thu nguyệt đã chìm vào giấc ngủ lúc này diệp phàm rón rén đi về phía phòng ngủ thu nguyệt đột ngột một làn gió thơm xuất hiện tiếp đó một bóng người xuất hiện trước mặt diệp phàm đột nhiên như vậy thiếu chút nữa làm diệp phàm giật nảy mình có điều dung nhan khuynh quốc khuynh thành trước mắt lại lập tức loại bỏ kiểu kinh hãi này được rồi bị bắt gọn, tiểu gia hỏa, hơn nửa đêm lén lén lút lút đến chỗ ở của tỷ tỷ, người tính làm cái gì? Thu Nguyệt vươn ngón tay ngọc trắng noãn nhẹ nhàng điểm lên mũi Diệp Phàm, miệng phun hương lan, trong đôi mắt làn thu thủy xuân ba, rất mê người. Diệp Phàm thầm than yêu tinh, lúc này không khách khí vươn tay phải ôm eo Thu Nguyệt, tiếp theo dùng sức kéo vào trong ngực, tham lam hít thở mùi thơm của Thu Nguyệt. Khuôn mặt Thu Nguyệt lập tức đỏ lên, hung hăng liếc Diệp Phàm một cái, bay ngược ra sau, từ trong ngực Diệp Phàm thoát ra ngoài, xuất hiện ở trên linh thụ cách diệp phàm không xa, làm cho người ta huyết mạch bành trướng cơ thể, phát họa ra độ cong của người. Tiểu gia hỏa lại đang có chủ ý xấu xa gì đó. Thu Nguyệt dịu dàng nói, khuôn mặt đỏ bừng lộ ra một tia xấu hổ. Từ sau khi bị diệp phàm chiếm thân thể, lá gan tên tiểu tử này càng lúc càng lớn, mỗi lần muốn châm ngòi một chút tiểu gia hỏa này, lại bị hắn chiếm tiện nghi, phải nghĩ biện pháp chỉnh hắn, nếu không về sau còn được. Diệp Phàm mặt dày cười cười, ta là đến gặp đại đế, không phải, sở thu viện trưởng đã ngủ rồi sẽ đánh thức ngươi, cho nên mới cẩn thận như vậy. Lời ngươi nói ta một câu cũng không tin tưởng, có phải là chuẩn bị thuận tiện nhìn xem ta có ngủ say hay không, nếu ta không phát hiện ngươi, có phải ngươi chuẩn bị chui vào chân của ta hay không? Thu Nguyệt nói cực kỳ lộ cốt, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút thú huyết sôi trào. Cung chủ nói gì vậy, Diệp Phàm ta là loại người không chịu nổi đó sao? Đừng nói ngài chưa ngủ, cho dù ngài đi vào giấc ngủ, ta cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Diệp Phàm nghiêm trang nói, ồ, Thu Nguyệt lập tức lộ ra một tia hiếu kỳ, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm đôi môi đỏ như máu cách bờ môi Diệp Phàm chỉ có 16, tiếp theo Thu Nguyệt dịu dàng nói, nếu người ta nguyện ý cùng ngươi lật mây che mưa thì sao? Người có nguyện ý hay không? Cái này, phiên vân phúc vũ gì đó thật ra ta không sao cả, nhưng ta không quá biết cự tuyệt người khác. Khanh khách khanh khách, Thu Nguyệt lập tức phát ra nụ cười câu dẫn người, thân hình lần nữa biến mất, đứng ở trên linh thụ, Ý cười dịu dàng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, vị ác thú Thu Nguyệt cùng tính cách bất định của Diệp Phàm đại khái cũng hiểu, ngược lại cũng không có quá nhiều cảm xúc, tay phải vừa truyền, ký ức xuất hiện, tiếp theo Diệp Phàm tiện tay vung lên, ký ức thủy tinh bay đến trên tay Thu Nguyệt. Người mà ngươi muốn giết, có thể giết, 864. Tô trọng đến, Thu Nguyệt lập tức tiếp nhận ký ức thủy tinh, tiếp theo đem ký ức thủy tinh phát ra, trong đó chính là lời của quân cờ Lục Gia An bài đối với sự kiện này bao gồm cả lúc trước thỉnh nguyện đem lời cuồng ngôn của diệp phàm phóng ra trước mặt mọi người cũng ở phía trên hình chiếu công khai trào phúng mấy chục đệ tử thiên hạ bị người chỉ thị hướng đến chân tướng lúc trước diệp phàm đã nói những người này đáng chết hôm nay hắn thực hiện lời hứa của mình thu nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt trên gương mặt vô cùng động lòng người lộ ra nụ cười quyến rũ tiếp đó ánh mắt của nàng sáng rực nhìn diệp phàm nhẹ giọng nói ngày mai ngươi không có thi đấu chứ diệp phàm nghe vậy không khỏi có chút khó hiểu lắc đầu nói không có vậy nếu tối nay tiêu hao một chút khí lực cũng không có thì sao? Thu Nguyệt nói tiếp, sau đó thân hình lại trở nên mờ nhạt, xuất hiện trong lòng Diệp Phàm, hai tay ôm lấy cổ Diệp Phàm, dịu dàng nói tối nay tỷ tỷ ta muốn cùng ngươi phiên vân phong vũ, ngươi có nguyện ý hay không? Cái này, không cự tuyệt hay không thì ta không sao cả, ta chỉ thích phiên vân phúc vũ thôi. Nói xong, Diệp Phàm hai tay ôm chặt Thu Nguyệt, thân hình biến mất, cửa phòng mở ra cùng thanh âm đóng lại trong nháy mắt vang lên. Ngày hôm sau chiến đấu so với hôm qua thì hoàn toàn không có gì để so sánh, Diệp Phàm cũng không trình diện, làm cho người ta khó hiểu chính là Thu Nguyệt cũng không tới, đệ tử vạn đạo học phủ ngược lại tới, Lạc Tố Tố Lạc Phượng Vũ cũng không xuất hiện. Bất quá điều này cũng rất dễ hiểu, thực lực Lạc Bắc Linh không kém, nhưng còn không đến mức có thể để lưu trấn và sở phong vân dùng át chủ bài, Diệp Phàm tới cũng không có bất cứ tình báo nào hữu dụng. Vận khí của Lạc Bắc Linh cũng không tốt, hai trận tranh tài trước đây đã gặp được sở phong vân, nhưng đã đến lúc này thì nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, bị nghiền ép liên tục, tốc độ kết thúc của hai trận chiến nhanh kinh người, vừa mới kết thúc đã gần như kết thúc. Không ít người thầm than Diệp Phàm đã biết trước, việc này hoàn toàn có nghĩa là đi ngang qua rồi lại trở về. Nguyên nhân Diệp Phàm không đến tự nhiên cũng không phải do người khác suy đoán, cũng không phải bởi vì sự điên cuồng đêm qua, mà là bị những người khác cuốn lấy. Sáng sớm từ phòng thu nguyệt rời khỏi, sau khi trở lại tiểu viện, liền gặp Lạc Phượng Vũ thất kinh. Thế nào là Phượng Vũ?" Lúc này Diệp Phàm cực kỳ chậm rãi nói, "Tỷ tỷ của ta, muội muội không thấy đâu. Buổi sáng hôm nay, một nam tử gõ cửa. Sau khi chúng ta mở ra, một đạo sương mù màu đen xuất hiện, muội muội liền mất tích." "Tố Tố?" Diệp Phàm lúc này nghi hoặc nói, tiếp theo nhìn Lạc Phượng Vũ trước mắt một cái, cao giọng nói, "Đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn chơi trò chơi?" Diệp Phàm cũng không phải người ngốc, tiếng nói tỷ mà Lạc Tố Tố thốt ra đã bán đứng nàng. Ai nha, đều là mùi ác của tác phẩm của tỷ tỷ ta. Diệp Phàm, người mau đi cứu tỷ tỷ của ta đi. Lạc Tố Tố nghe vậy lúc này có chút xấu hổ, lần nữa trở nên lo lắng, Diệp Phàm cũng không trách Lạc Tố Tố, hắn cũng không rõ ràng kế hoạch của hai tỷ muội này, lúc này an toàn của Phượng Vũ vẫn quan trọng hơn. Thực lực của Phượng Vũ ở cảnh giới hư khuyết càng là thiên kiêu, cho dù là cường giả trí tôn bình thường cũng tuyệt đối không thể trong nháy mắt bắt nàng đi được, có thể thấy được thực lực của người này cường đại đến mức nào. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại bắt Phượng Vũ đi theo, nhưng chắc hẳn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hai mắt Diệp Phàm đột ngột đảo qua một cái ấn ký bí ẩn trước cửa viện, lúc này đi qua, nguyên lực vận chuyển, ấn ký chậm rãi trở nên rõ ràng. Minh Vương thần ấn, Diệp Phàm cau mày nói, phía đông thành trí tôn 300 dặm. Đứng lên, Diệp Phàm cất cao giọng nói, đi tìm thu viện trưởng, nói chuyện này với nàng, ta đi cứu Phượng Vũ trước. Ừm, Diệp Phàm ngươi cẩn thận, Lạc Tố Tố nghe vậy nhu thuận nói, hiển nhiên nàng rất rõ ràng, mặc dù nàng qua đó cũng không giúp được gì, chỉ bằng đi báo thu nguyệt, lấy thực lực thu nguyệt, cho dù là cường giả thánh hiền, cũng không sợ. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp theo bắn nhanh về phía cửa lớn của học phủ trí tôn. Một đường chạy nhanh, rất nhanh, Diệp Phàm bên ngoài học phủ trí tôn, chim loan hỏa phát ra một tiếng kêu to, sau đó phóng lên trời cao, Diệp Phàm đứng ở phía trên chim lửa, trong lòng âm thầm suy đoán người ra tay là ai. Trí tôn học phủ, không thể nào, trong lúc thi đấu trong thiên hạ, nếu Diệp Phàm xảy ra chuyện ở học phủ trí tôn, đó là gương mặt đánh học phủ trí tôn, huống chi, chuyện này tháng thu cũng tuyệt đối không xong. Lục gia, quan tài, vũ gia, không có khả năng, phải biết rằng lúc này ra tay, không chỉ chọc phải lạc gia và vạn đạo học phủ, thậm chí sau lưng sở phong vân, tứ đại gia tộc vì rửa sạch hiềm nghi của mình đều sẽ ra tay điều tra việc này, trí tôn học phủ lại càng không thừa sức để tìm ra kẻ đứng sau màn, giữ gìn tôn nghiêm của học phủ những thế lực này đều không phải đồ ngốc, loại chuyện này cho dù muốn làm, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn trong khoảng thời gian này, như vậy người này rốt cuộc là ai? Chẳng bao lâu sau đã tới mục đích, một nam tử cõng quan tài lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Lạc phượng vô ở bên kia, bị nguyên lực màu đen giam cầm, nhưng không có bất cứ thương tích nào. Quan cốc, thân hình Diệp Phàm hạ xuống, lầm bẩm nói. Người nọ sau khi phát hiện Diệp Phàm đến, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tô trọng, lúc này Diệp Phàm kinh ngạc nói, tiếp theo chậm rãi đi đến trước mặt tô trọng, mang theo một tia kinh hỉ cùng một tia nghi hoặc nói, tại sao ngươi ở chỗ này, còn có ngươi. Ngươi gia nhập quan cốc, diệp đại ca, tô trọng nghe vậy lại lộ ra một tia tươi cười chất phác, quen thuộc mang theo một tia xa lạ, diệp phàm nhất thời chậm rãi buông xuống cảnh giác, cất cao giọng nói, sao vậy tô trọng. Ngươi không phải đang tu hành ở vạn đạo học phủ sao? Sao một thân trang phục kiểu này, chẳng lẽ là người trong quan tài lại đi đối phó ngươi? Bọn họ bắt ta, tuy nhiên ta đã giết đệ tử của quan tài, sau đó giả trang thành bộ dáng của bọn họ, tu thành tạp pháp của quan tài mới sống sót, hơn nữa trốn thoát, mấy ngày trước ta mới xuất quan nên có chút nhớ Diệp Đại Ca cho nên mới tới tìm Diệp Đại Ca. Tô trọng chất phác, không hề khát máu cùng lãnh khốc, mặc dù dùng nhãn lực của Diệp Phàm vẫn không có biện pháp nhìn ra sự thay đổi của Tô trọng, mặc dù hắn cảm giác có chút quái dị, nhưng đối với Tô trọng hắn vẫn luôn rất thưởng thức, cũng coi hắn là bằng hữu. Lúc này đưa tay vỗ vỗ vai Tô Trọng, không có việc gì là tốt rồi, tu vi của ngươi. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, tu vi của Tô Trọng đã đạt đến cảnh giới trí tôn ngũ trọng, đây là tình huống gì? Cho dù ngày ngày uống quỳnh tương ngọc dịch cũng không thể làm được như thế này chứ. Tô Trọng nghe vậy lập tức cúi đầu, có chút nghiêm túc nhìn Diệp Phàm ta tu hành tà pháp, ta hấp thu rất nhiều võ tu của quan tài, xem thi thể bọn họ như chất dinh dưỡng, còn có trong thánh địa của quan tài, ta hấp thu rất nhiều thi thể thánh hiền, cho nên tu vi của ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Thật ra ta vẫn luôn ăn thịt người, đã ăn ở mức độ này. Diệp đại ca, nếu huynh cảm thấy ta quá dơ bẩn, huynh có thể nói thẳng cho ta biết, Tô Trọng ta ngày sau sẽ không xuất hiện trước mặt huynh. Chương 865. Lạc Phượng Vũ ở một bên nghe vậy không khỏi nhíu mày, cho dù ai nghe thấy hai chữ ăn thịt người, sợ là cũng rất khó duy trì bình tĩnh, cho dù là Diệp Phàm cũng không thích phương thức tu hành này. Bất quá hắn rất rõ ràng, Tô Trọng sống sót sợ là đã trải qua chuyện cực kỳ đáng sợ, tiểu tử thật thà chất phác lúc trước bây giờ cho dù vẫn có một phần thật thà chất phác như trước nhưng mà thô bạo che giấu kia bất luận thế nào cũng vô pháp hoàn toàn che giấu nói đến cùng nếu như tô trọng không gặp phải hắn nếu như hắn chưa từng tặng tô trọng minh vương thương có lẽ tô trọng sẽ không bị quan cốc nhắm vào càng không cần trải qua những chuyện này nếu như có thể ai nguyện ý dựa vào ăn thịt người tu hành diệp phàm trải qua nhiều chuyện hơn lạc phượng vũ nhiều hắn hiểu rất rõ một người ở thế giới này nhỏ bé đến mức nào bất đắc dĩ đến mức nào bằng hữu của ta sao lại nói dơ bẩn pháp vô chính ta người có thiện ác người lựa chọn con đường này đối với ngươi mà nói há không phải là một loại thống khổ bất quá ta cũng không thích lạm sát người vô tội người trong quan tài đáng giết người hấp thu bọn họ tu hành chính là bọn họ gieo gió gặt bão nhưng ta không hy vọng ngươi cuối cùng giống như quan tài xem tất cả mọi người như là chất dinh dưỡng diệt sạch nhân tính diệp phàm nghe vậy thành khẩn nói không có bất kỳ cảm xúc chán ghét nào diệp đại ca đa tạ huynh Tô Trọng nghe vậy lập tức cười nói, sau đó lấy ra minh vương thương, ta đã từng lấy thương này thề, ngày sau nhất định phải làm trường thương của Diệp Đại Ca, quét ngang tứ phương, ngày sau Diệp Đại Ca sẽ là chủ nhân của ta, nhưng có sai phái, chớ không theo. Diệp Phàm nghe vậy liền nắm chặt trường thương của Tô Trọng, cất cao giọng nói, người có đạo của ngươi, không cần vì ta làm gì cả. Lúc trước ta đưa vũ khí và ấn pháp cho ngươi cũng là bởi có duyên với ngươi. Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu không cần dùng hai chữ phân công. Đây là lời thề ta tự phát cho mình, chẳng lẽ Diệp Đại ca chướng mắt tu vi của ta sao? Tô Trọng Kiên chỉ nói, ngươi thật sự quyết định xong rồi. Không sai, bất quá ta cũng hy vọng Diệp Đại ca có thể giúp ta chém giết hoàng mệnh, báo ta huyết cừu. Mối thù đẫm máu, huyết cừu, Tô Trọng gật đầu, tiếp theo, khuôn mặt có chút chất phát chậm rãi xuất hiện hắc khí nồng đậm đến cực điểm, hai mắt biến thành màu huyết hồng khủng bố, một cỗ khí tức khát máu lập tức bao phủ cả khu vực này, Phá vỡ sát cơ phía chân trời không chút nào che đậy tiến về phía Diệp Phàm, hắn vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi, tiếp theo, trong quan tài phía sau truyền đến tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế, lấy Tô Trọng làm trung tâm, oan hồn kêu khóc vô tận. Một màn này, nháy mắt làm Lạc Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt, vừa rồi còn là một người bình thường Tô Trọng, thế mà trong nháy mắt biến thành ác quỷ đáng sợ, loại khác biệt này làm cho người ta không thể chịu đựng được, một người đến cùng phải trải qua cái gì mới có thể thay đổi lớn như vậy. Diệp Phàm nhìn thấy Tô Trọng thay đổi nhưng không hề sợ hãi mà đưa tay đặt lên vai hắn, cất cao giọng nói, nếu là huyết cửu đương nhiên phải báo, sau này ngươi chính là tả hộ pháp thiên đế môn ta, sẽ có một ngày ta dẫn ngươi diệt sạch cửa quan tài. Cha mẹ, muội muội đều chết thảm cùng hoàng mệnh chi thủ, là hắn biến ta thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ không ra quỷ, thiên đạo bất công cỡ nào, kiếp trước nhường ta trở thành tế phẩm, đời này kiếp này, lại để cho ta trải qua những thứ này. Diệp đại ca, người nói cho ta biết, suốt cuộc ta đã làm sai cái gì, tại sao đây là số mệnh của ta ta muốn phá hủy cái thế giới mục nát này ta muốn nghịch thiên cải mệnh trong mắt ta ngoại trừ ngươi ai cũng có thể giết tô trọng giống như điên cuồng ánh mắt khát máu từ từ nhìn về phía lạc phượng vũ thế nhân đều có thể giết lại không thể giết bừa tô trọng áp chế sự thô bạo trong cơ thể ngươi nhất định không thể để sức mạnh của ngươi khống chế tâm thần lại càng không thể để cừu hận chủ đạo ý chí diệp phàm quát to một tiếng hành âm được nguyên lực vận chuyển trực tiếp tiến nhập vào trong đầu Tô Trọng, sự khát máu của Tô Trọng dần dần bị áp chế, tiếp theo, nguyên khí màu đen kinh khủng từ từ biến mất, hắn lại một lần nữa trở lại dáng vẻ chất phác. Đó cũng là lời Diệp Đại Ca nói, ta đương nhiên tuân theo. Tô Trọng cung kính nói, không hề có bộ dáng khát máu như trước, rất khó tưởng tượng một người có thể tự do xoay chuyển hoán chuyển giữa ma quỷ và nhân loại như vậy. Nói xong, Tô Trọng đột ngột nhìn về phía tây, Diệp Phàm cũng xoay người tiếp tục nói, đi si tình cốc, giúp ta âm thầm bảo hộ xung quanh. Tô Trọng nghe vậy liền mặc áo bảo đen che kín thân thể, gật đầu nhẹ, tiếp theo nhận lấy lệnh bài thiên đế trong tay Diệp Phàm sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một trận khí thức cuồng bạo tràn ngập, Thu Nguyệt mang theo lạc tố tố hạ xuống, có chút lo lắng hỏi có chuyện gì sao. Không có việc gì, Diệp Phàm lắc đầu, tỉ tỉ, người không sao chứ, người bắt ngươi đến cùng là ai. Lạc Tố Tố đi thẳng tới cạnh Lạc Phượng Vũ, Hiển nhiên nàng còn chưa kịp hồi hộp với tình huống vừa rồi, nhất là sát ý của Tô Trọng vừa bộc phát, cơ hội giúp nàng rơi xuống hầm băng. "Ta, ta không sao, người kia, hắn, hắn là bạn cũ của ta, bởi vì thân phận cần tránh né quan tài hoàng mệnh, cho nên phát hiện ta không có ở đây, đã dẫn Phượng Vũ đi theo, mục đích là muốn gặp ta." "Yên tâm đi, đã không sao, sợ bóng sợ gió một hồi." Lúc này Diệp Phàm giải thích, trong lòng vẫn nghĩ đến sự thay đổi của Tô Trọng, không khỏi âm thầm thở dài một nam hài hồn nhiên mà cố chấp, cuối cùng lại biến thành bộ dáng như vậy, đây chính là sự tàn khốc của thế giới võ tu, ngoại trừ giết chóc và tàn nhẫn, còn có cái gì có thể thích ứng với nó. Thất bại ở Lạc Bắc Linh là điều tất nhiên, cũng chính là món khai vị trước khi thi đấu kịch liệt diễn ra. Tứ cường chiến được vô số võ tu chờ đợi tiến đến, lúc bốn người diệp phàm đi vào chuẩn bị chiến khu, vô tận tiếng hoan hô che mất ẩm ý của toàn bộ thiên vũ. Bách Lý Vân Lạc bay lên trên đài, ném ra bốn tấm ngọc bài, cao giọng nói bốn tấm lệnh bài này được khắc theo bốn chữ thiên địa huyền hoàng thiên bài đối chiến huyền bài địa bài đối chiến hoàng bài bốn người các ngươi rút ngẫu nhiên thôi nói xong bốn cái ngọc bài lượn vòng trên không bay đến trước mặt bốn người bốn người vô cùng ăn ý trực tiếp cầm lệnh bài ở gần mình nhất lên đạt đến cấp độ như bọn họ cho dù gặp đối thủ nào kết quả cũng không khác nhau là mấy người ở chung linh cảnh tất nhiên không hy vọng diệp phàm đối chiến sở phong vân dù sao hai người bọn họ đều là thiên kiêu của linh cảnh ai thắng ai thua đối với linh cảnh đều là tổn thất cũng may tình huống xấu nhất không xảy ra cuối cùng diệp phàm và sở phong vân bị lấy ra thiên địa ngọc bài âu dương tu cùng lưu trấn rút tới huyền hoàng ngọc bài diệp phàm đối chiến âu dương tu sở phong vân đối chiến lưu trấn vô số võ tu bắt đầu hoan hô nhất là tại hai ngày trước ngay từ đầu đã bắt đầu phun trào võ tu đều không khỏi mong đợi đối tượng mình ủng hộ thắng lợi trận chiến thứ nhất Diệp Phàm đối chiến Âu Dương Tu, lúc trước Diệp Phàm thả ra cuồng ngôn, Vương Trọng, Âu Dương Tu đều bị đánh bại, Vương Trùng đã bị Diệp Phàm đánh bại, nếu lại đánh bại Âu Dương Tu, như vậy Diệp Phàm cuồng ngôn sẽ trở thành sự thật. Cẩn thận ngẫm lại lúc trước giễu cợt Diệp Phàm, không ít võ tu rối rít có chút xấu hổ, đến ngày nay, Diệp Phàm đã dùng thực lực chứng minh tất cả. Hai người đi đến trên diễn võ trường tu luyện hoàn hảo, nhất thời, võ tu nam linh cảnh và tây linh cảnh điên cuồng hoan hô, ngược lại võ tu trung linh cảnh có chút ngơ ngác âm thầm tự hỏi Diệp Phàm từ khi nào đã thành đại biểu nam linh cảnh rồi. chương 866, Diệp Huynh, mời, Âu Dương Tu đứng ở trên đài, ngược lại có chút lễ phép chắp tay, Diệp Phàm cũng lễ phép chắp tay, Âu Dương Huynh, mời. Song phương bề ngoài đều có chút lễ phép, bất quá ngầm nghĩ biện pháp chỉnh trị chỉ đối phương thế nào, Âu Dương Tu suy nghĩ bước tử ập xuống, từ đó mượn nhờ Diệp Phàm dẫn phát nội chiến trong linh cảnh. Diệp Phàm nghĩ đến tiên cung phiêu miểu đoạt thiên đạo mệnh bàn của Âu Dương Tu. Đồng dạng, trận chiến này hai người đều có một ý định, không thể giết đối phương, Âu Dương Tu hoài nghi Diệp Phàm là nhân vật mấu chốt để mở ra tiên cung mở mịt, nếu giết đi, có khả năng khiến cho phiêu miểu tiên cung không có cách nào thuận lợi mở ra. Diệp Phàm suy xét đến an toàn của Huân Y, nếu là giết Âu Dương Tu, Y Vân Đình tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận đối với Huân Y xuất thủ. Song Phương cũng có ăn ý như vậy, nhưng lại rất rõ ràng, trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Diệp Phàm có lý do tất thắng, Âu Dương Tu lại có sự mong đợi ở Tây Linh Cảnh. Vô số võ tu lẳng lặng nhìn hai người trên đài, trận này, tất nhiên lại là một hồi long tranh hổ đấu, thực lực Âu Dương Tu so với Vương Trọng, kỳ thật nhiều người cảm thấy Vương Trọng càng hơn một bậc, huống chi dưới tình huống Vương Trùng thiêu đốt tính mạng, Diệp Phàm đều chiến thắng hắn, có thể nói, tỷ lệ thắng của Âu Dương Tu phi thường thấp. Âu Dương Tu có được huyết mạch hồn hổ mặc dù Tu Vi chỉ là hư tuyển cảnh, nhưng hoàn toàn có thể vận dụng rất nhiều hồn lực, thực lực chân chính giống hệt trí tôn cảnh, Chí tôn cảnh mạnh nhất hư khuyết cảnh, chính là ở chỗ hồn lực. Âu Dương tu duỗi hai tay ra, hai vòng hồi toàn tiêu đột ngột xuất hiện, điên cuồng đảo quanh trong tay gã, lưỡi đao đáng sợ phảng phất tùy thời có thể cắt đứt không gian. Đạo khí cực phẩm vạn toàn tiêu, lấy đá lôi đình làm trung tâm, dùng thiên hỏa làm vật dẫn, rèn đúc trăm năm mới thành. Vạn toàn tiêu chia làm tiêu tay trái và tiêu bên tay phải, tay trái cầm lôi xoáy, tay trái lửa xoay tròn, bên trong có khắc thần bí trận pháp, có thể khiến cho vạn toàn tiêu dưới sự xoay tròn cực nhanh dưới nguyên lực không có bất kỳ cơ sở nào. Một khi bám vào nguyên lực, tốc độ xoay tròn sẽ tăng vọt, võ tu bình thường căn bản không cách nào ngăn cản lực xoay tròn. Trong hai tay lôi đình, hỏa diễm, Âu Dương Tu điên cuồng hội tụ hai loại lực lượng bạo liệt, cuối cùng chậm rãi đến cực hạn. Lôi cương có được thiên hạ cực tốc, hỏa xoáy có được tốc độ quỷ dị nhất trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, song toàn vừa hiện ra, ai có thể ngăn cản. Tay phải của Diệp Phàm đặt trên lang hư kiếm, Loại chia chém cấp bậc này, yêu khuyết của vũ khí cũng cực kỳ quan trọng, nếu dùng thiên vân, không khéo sẽ bị chém nát. Diệp Phàm chúng ta không cần phải nóng người trước khi chiến đấu, cẩn thận, ta mạnh nhất phòng lại. Âu Dương Tu nói thẳng, tiếp theo nguyên lực điên cuồng hội tụ ở trên vạn toàn tiêu, phía sau gã xuất hiện hư ảnh hồn hổ, dương lên trời thét dài, vô tận hồn lực bám vào trên vạn toàn tiêu, tiếp theo vạn vòng tiêu xuất thủ. Vù vù, đây là, tốc độ gì, con người vô số võ tu lập tức co rụt lại, Lúc quay lại tiêu tướng trở thành ánh lửa và ánh sét, đối với kẻ địch, đây là một cơn ác mộng. Đinh, 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 hai tiếng vang thanh thúy không gì sánh được vang lên, lực lôi đình nổ tung trên không trung, ngọn lửa bùng lên rồi biến mất, thân hình Diệp Phàm vững như bàn thạch, Lang hư kiếm không biết từ lúc nào đã ra khỏi vỏ, ở bên cạnh hắn, sấm sét và lửa đồng thời bùng nổ, không ngừng dẫn đến nổ, nhưng trên người Diệp Phàm phảng phất như có phòng hộ nguyên tố, loại nổ kinh khủng này đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Đây chính là lần chiến đấu ở tầng cao, cũng chính là Diệp Phàm đổi thành người khác, cho dù có chặn được Vạn Toàn Tiêu cũng phải bị hai loại sức mạnh này làm cho luống cuốn tay chân. Vạn Toàn Tiêu được xoay tròn trở lại trong tay Âu Dương Tu, sau đó hắn xoay người lại, ném Vạn Toàn Tiêu trong tay ra lần nữa, Vạn chuyển tiêu của ta mỗi lần ra tay đều có thể lợi dụng lực lượng hồi phục lần trước, lực công kích sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm, khuyên ngươi một câu, có thực lực gì thì đừng che giấu nữa sức mạnh của hai loại thuộc tính này cũng sẽ từ từ gia tăng đi. Diệp Phàm lại vung kiếm ngăn trở hồi toàn tiêu đang bay tới, cất cao giọng nói. Không sai, cho nên mặc dù ngươi là đạo nhân thể, nhưng nếu ngươi ỉ mạnh, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Âu Dương Tu gật đầu, tiếp đó tiếp nhận hồi toàn tiêu ném ra, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước. Như gã nói, mỗi một lần tiếp nhận hồi toàn tiêu, thực lực của gã sẽ tăng vọt. Diệp Phàm không vội ra tay cắt lời Âu Dương Tu luyện vũ kỹ, Hắn không tin Âu Dương Tu lại tốt bụng nói cho hắn những điều này, nếu như Diệp Phàm thật sự ra tay ngược lại sẽ trúng kế hồi toàn tiêu. Kiếp trước Diệp Phàm tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá hắn cũng có nghe một cao thủ dùng hồi toàn tiêu đã từng nói qua, đối với khách tiêu chân chính, khoảng cách càng gần, thực lực của bọn họ càng mạnh. Ken 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 ken, len ken, tốc độ Âu Dương Tu càng lúc càng nhanh, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn bị tiêu ảnh vòng qua vòng lại vô tận bao phủ, khắp nơi đều là hỏa diễm cùng lôi quang, Diệp Phàm cũng càng phải cố hết sức ngăn cản hiển nhiên chiến đấu đã tiến vào tiết tàu Âu Dương Tu. Âu Dương Tu rất phiền muộn, nếu Diệp Phàm trực tiếp ra tay, hắn hoàn toàn có thể quay lại, trong thời gian ngắn nhất chồng lên áp đảo tiêu quay lại, từ đó tiêu hao rất ít nguyên lực. Nhưng mà Diệp Phàm không chỉ không tới gần mà ngược lại còn cố ý khống chế khoảng cách của hai người. Kể từ đó, nếu hắn muốn tiếp tục áp chế Diệp Phàm nhất định phải tiêu hao càng nhiều nguyên lực để thúc giục vạn toàn tiêu. Đạo lý này rất dễ lý giải, cùng một tốc độ, nếu như cách mục tiêu 10 mét, cần thời gian một giây, như vậy mục tiêu khoảng cách là 5 mét, chính là nửa giây, mà với tốc độ phản ứng của bọn họ, Âu Dương Tu nhất định phải cam đoan trong thời gian ngắn liên tục đả kích Diệp Phàm kể từ đó, khoảng cách càng xa, tốc độ của vạn toàn tiêu nhất định phải càng nhanh, nguyên lực tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Rất nhanh, chung quanh Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện lực lượng ngũ hành, tấm chắn bị hồi toàn tiêu điên cuồng đập nát, lại điên cuồng tái sinh, chung quanh Diệp Phàm hoàn toàn bị hồi toàn tiêu bao phủ, thân hình Âu Dương Tu bắt đầu bắn nhanh về phía Diệp Phàm, diệp phàm thì huy động trường kiếm không ngừng du tẩu bất luận âu dương tu tốc độ nhanh như thế nào diệp phàm luôn bảo trì khoảng cách nhất định với hắn lập tức không ít võ tu đều không hiểu rõ ràng người công kích từ xa đang điên cuồng kéo gần khoảng cách mà người cận chiến lại cố ý kéo giãn khoảng cách đây là cái gì chơi cái gì vậy thế giới thiên tài ta không hiểu không ít võ tu âm thầm cảm thán oanh 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 tốc độ càng lúc càng nhanh công kích càng lúc càng mạnh lực lượng ngũ hành của diệp phàm bắt đầu không cách nào ngăn cản hồi toàn tiêu như bóng với hình tay trái của hắn lúc này điên cuồng đánh ra pháp quyết rất nhanh chỉ về phía trước ấn đinh 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 liên tiếp âm thanh công kích truyền đến chung quanh diệp phàm hiện ra một đại ấn thần bí vô cùng rõ ràng tản ra hào quang màu vàng kim vạn toàn tiêu không ngừng oanh kích phía trên nhưng căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự hoàng thiên ấn hồi toàn tiêu lại trở lại trong tay âu dương tu tiếp theo âu dương tu đem hồi toàn tiêu khép lại mọi người có thể thấy rõ ràng hai cái hồi toàn tiêu xoay tròn ở hai phương hướng không giống nhau loại cuồng bạo dung hợp này lôi đình và hỏa diễm dưới tác dụng xoay tròn bắt đầu điên cuồng giao hòa áp xúc tiếp theo tất cả bóng dáng của hồi toàn tiêu trên trời cao toàn bộ đều biến mất phảng phất như bị thực thể hồi toàn tiêu trong tay âu dương tu hấp thu lấy ra thực lực ngươi đối phó vương trùng chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không xứng trở thành đối thủ của ngươi sao Âu Dương tu áp chế hoàn tiêu quay tròn trong tay, quát to. 867, ta tên là Âu Dương Tà Tà. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Âu Dương tu trước mắt, sau đó lãnh đạm lắc đầu còn chưa đến lúc. Vậy ta sẽ nói cho người biết, cái gì mà thời điểm vạn chuyển thiên phạt. Âu Dương tu hét lớn, hồi toàn tiêu trong tay lập tức ném ra. Lôi đình và hỏa diễm kinh khủng lập tức biến thành biển lửa trên không trung, lực lượng thần bí xuất hiện trên bầu trời, dường như cánh cửa phi thăng bị mở ra, Lôi vân nổ vang, biển lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Tiếp đó, sấm sét và thiên hỏa đồng thời từ trên trời giáng xuống, theo sát là vạn toàn tiêu bắn về phía Diệp Phàm. Đây là thiên địa phạt, lấy võ kỹ lực dẫn động lực lượng thiên địa, thật mạnh. Cho dù là vương trùng cũng không làm được, Diệp Phàm làm lớn chuyện, hắn không gánh nổi. Cũng không phải là lôi phạt thật, chỉ là mượn dùng một chút lực lượng thiên địa, nếu không dù là cường giả thánh hiền cũng không đỡ nổi một kích này. Mọi người lập tức nghị luận mà trong lúc mọi người đang thảo luận, hồi toàn tiêu đã đánh nát thiên ấn của Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm bay ngược ra sau, trường kiếm lăng không mà đứng, tiếp theo, vô tận kiếm khí phong tuyết lấy hắn làm trung tâm càn quét khắp nơi. Là cấm vực linh hoa, một chiêu này không có tác dụng đối với Âu Dương Tu sao? Hắn hoàn toàn có thể dùng vạn toàn tiêu công kích ngoài lĩnh vực phong tuyết kiếm khí. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí lướt qua lại bị thiên lôi thiên hỏa trực tiếp đánh nát, lực hàn băng tuy chậm tốc độ của vạn toàn tiêu nhưng dưới sự xoay tròn khủng bố cắt chém, căn bản không có tác dụng gì khác, địa lôi thiên địa phạt theo sát tới, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Băng xương thiên giáp, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo tất cả kiếm khí băng tuyết xung quanh trong nháy mắt áp súc, hình thành vòng bảo hộ hàn băng bên người Diệp Phàm, linh hoa cấm vực ẩn tàng chiến kỹ thủ chiêu. Băng xương thiên giáp, trên lý thuyết chỉ cần nguyên lực đầy đủ, có thể ngăn cản bất kỳ chiến kỹ ẩn tàng nào công kích. Tôn Vũ cất cao giọng nói, chẳng qua yêu cầu của chiêu này đối với nguyên lực của người sử dụng cực cao, cho dù là cường giả trí tôn cũng không dám tùy tiện sử dụng, năng lực phòng ngự tuy đáng sợ, tiêu hao nguyên lực càng thêm đáng sợ. Tôn Vũ nói không sai, một chiêu này quả thực có gánh nặng rất lớn đối với nguyên lực, nhưng đừng quên, nguyên lực của Diệp Phàm là tiên nguyên lực, so với cường giả trí tôn mà nói, cũng không kém chút nào. Mà thời điểm hắn sử dụng võ kỹ, trận pháp ngũ hành trong thần văn nguyên lực sẽ tự phát vận chuyển, nguyên lực sinh sôi không ngừng cùng một loại võ kỹ, lực lượng nguyên lực mà Diệp Phàm tiêu hao chỉ bằng một phần mười của người thường. Mặc dù đã dùng hết nguyên lực, hình thái thứ hai của thánh ma hắn cũng có thể chậm rãi khôi phục nguyên lực, lại không được, thiên địa thông linh có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên lực của hắn. Có thể nói, cái khác là Diệp Phàm thiếu, không thiếu nhất chính là nguyên lực. Điểm này ngược lại là có hiệu quả tương tự với thương linh thể, thương linh thể cũng là người không sợ tiêu hao nguyên lực. Có thể nói, nếu như đánh một trận với sở phong vân, mọi người mới có thể hiểu được nguyên lực là thế nào. Oanh, vạn toàn tiêu hung hăng va chạm với vòng bảo hộ bằng hàn băng, thiên lôi và thiên hỏa theo sát phía sau. Sự đáng sợ nổ mạnh mẽ gia tăng trận pháp diễn võ trường lần nữa trở nên lỗ chỗ gồ ghề, nhưng Diệp Phàm vẫn sừng sững bất động, trên mặt lại không có gì là bởi vì nguyên lực tiêu hao quá nhiều mà tái nhợt. Còn người Âu Dương Tu nhất thời co rụt lại, một chiêu này đã là vũ khí mạnh nhất của gã, Diệp Phàm vậy mà lại có thể dễ dàng ngăn lại như thế, chẳng lẽ sự tranh lệch giữa gã và diệp phàm thật sự lớn như thế không chỉ là âu dương tu cho dù là võ tu tây linh cảnh cũng nhao nhao an tĩnh lại chiến đấu đến bây giờ âu dương tu cơ hồ đánh ra cường hoành hủy thiên diệt địa công phạt nhưng diệp phàm lại phảng phất căn bản không có ra sức chuyện này khiến bọn họ không thể chấp nhận nổi võ tu ở nam linh cảnh thì nhao nhao trầm trồ khen ngợi diệp phàm bản thân mạnh như vậy dưới tình huống vương trùng đường đường cường giả trí tôn đang thiêu đốt sinh mệnh đều bị diệp phàm đánh nổ nếu như dưới tình huống bình thường Âu Dương tu luyện khiến Diệp Phàm chật vật, vậy chẳng phải là vương trùng rất vô dụng sao? Trên trí tôn bảng, xếp hạng vương trùng còn cao hơn Âu Dương tu, không ít người cho rằng có thể uy hiếp vương trùng chỉ có sở phong vân, Âu Dương tu cũng không phải là đối thủ vương trùng, mà vương trùng thiêu đốt sinh mệnh cũng đã đánh bại Diệp Phàm Âu Dương tu dựa vào cái gì có thể để Diệp Phàm toàn lực ứng phó? Trầm mặc, võ tu tứ đại linh cảnh đều trầm mặc, tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện, không phải vương trọng quá yếu, không phải hắn kém hơn bọn người âu dương tu mà là diệp phàm quá mạnh kỳ thật đây là do những người khác suy nghĩ cũng quá kém với thực lực hiện nay của âu dương tu quả thật kém hơn vương trọng nhưng cũng không lớn như những người khác tưởng tượng điểm đáng sợ nhất của âu dương tu công kích là ở chỗ lực lượng lôi đình và hỏa diễm loại lực lượng cuồng bạo này đủ để làm bất cứ đối thủ nào cũng phải tuyệt vọng vấn đề là bị diệp phàm khắc chế gắt gao đừng nói với hắn lực lượng nguyên tố không bằng hắn trực tiếp miễn dịch cảm ơn Kể từ đó, thực lực Âu Dương Tu ngược lại bị áp chế có chút thảm hại. Vòng bảo hộ hàn băng biến mất, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, chỉ có chút lực lượng như vậy sao? Không đúng, trực giác nói cho hắn biết, Âu Dương Tu sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên lực nổ tung, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, tay trái trong nháy mắt biến thành vuốt rồng, tiếp theo một chảo hung hăng đập xuống. Oanh, vạn cúi tiêu đón đỡ, sắc mặt Âu Dương Tu đột ngột đại biến, trong long chảo của Diệp Phàm phảng phất như có một ngọn núi, mạnh mẽ chân áp xuống, nguyên lực hộ thể trong nháy mắt nổ tung. Âu Dương Tu sĩ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay thẳng ra phía ngoài sân diễn võ, nhưng trong lúc sắp ly khai, lại bị gã cương ép dùng nguyên lực ngăn lại. Thác nén này lần nữa khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt rơi xuống bên cạnh diễn võ trường. Lập tức, vô số võ tu Tây Linh cảnh nhao nhao kinh sợ đổ mồ hôi, nếu Âu Dương Tu bị một trảo của Diệp Phàm đánh bại, đối với Tây Linh cảnh, không khỏi quá mức đả thương người thân hình diệp phàm rơi xuống phải rồng tay trái biến mất khôi phục nguyên giảng cũng không vội vã ra tay mà đạm mạc nhìn âu dương tu âu dương tu lau máu tươi trên khóe miệng trên khuôn mặt ôn hòa đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị vô cùng tiếp theo hắn lẻ lưỡi liếm liếm máu trên tay trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn cùng quái dị máu chật 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 ra là hương vị này ha 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 đây là máu âu dương tu phảng phất biến thành một người khác không ngừng phát ra tiếng cười lạnh giận người tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn trước mắt này. Quả nhiên, Diệp Phàm nắm lấy Lăng ngư kiếm, cánh chim màu đen từ từ mở ra sau lưng, trên trán có chín đạo thần văn chậm rãi hiển hiện. Khí thức của hắn lập tức xông phá chân trời, đạt tới trình độ khiến người ta sợ hãi. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phàm liền trực tiếp bại lộ át chủ bài đối chiến với Vương Trùng, có thể thấy được giờ phút này Âu Dương Tu cho hắn cảm giác nguy cơ mạnh cỡ nào, vô số võ tu nghi hoặc khó hiểu, mặc dù Âu Dương Tu trở nên rất quái dị, nhưng khí tức trên người hắn vẫn là hư khuyết cảnh, cũng không tăng trưởng đặc biệt cường đại, vì sao Diệp Phàm lại coi trọng như thế? Để ta tự giới thiệu, ta tên là Âu Dương Tà, cũng không phải là Âu Dương Tu Nhu nhược dối trá kia, ta là người không có sở thích gì, chỉ là tương đối tương đối thích cách phân thây. Âu Dương Tu một bên cười quỷ dị, một bên cầm vạn toàn tiêu trong tay giống như sắt vụn vứt ở một bên. Cái gì mà thiên lôi thiên hỏa, thứ đồ chơi của trẻ nhỏ, cũng chỉ có tên phế vật kia mỗi ngày coi đây là bảo bối. 868, không chết, đây là tình huống gì? Nhân cách phân liệt, không thể nào, cho dù nhân cách phân liệt, thực lực cũng sẽ không có biến hóa quá mạnh. Mọi người vô cùng tò mò, nếu như vẻn vẹn nhân cách phân liệt, Diệp Phàm đoạn không đến mức bộc phát ra khí thức khủng bố như vậy. Không rõ lắm, có thể là do phong ấn một thần hồn khác, nên hiện tại đã phóng thích ra. Không biết thực lực cụ thể như thế nào, bất quá giờ phút này Âu Dương Tu làm cho người ta cảm giác rất khủng bố sau khi âu dương tu làm xong hết thảy con mắt huyết hồng khát máu nhìn chằm chằm diệp phàm tiếp theo khóe miệng càng thêm vui vẻ ngươi chuẩn bị tốt nói đến một nửa thân hình âu dương tu trong nháy mắt biến mất thật nhanh thật mạnh thuấn di thân ảnh âu dương tu xuất hiện bên cạnh diệp phàm một câu nói tiếp theo vang lên để ta phân thây sao oanh thân hình diệp phàm bay ngược trở lại dưới tình huống mở ra chín đạo thần văn bị một quyền đánh lui đây là lực lượng cuồng bạo cỡ nào thanh long ảnh xuất hiện thân thể bên trái của Diệp Phàm nháy mắt long hóa, đồng thời long uy kinh khủng đã áp chế hoàn toàn tà khí của Âu Dương Tu, thân hình lấp lóe, Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, một chảo chụp tới. Ha ha ha, tới rồi, tới rồi, mau, nhanh giết ta đi. Âu Dương Tu đột một kêu to quỷ dị, tiếp theo trực tiếp thò đầu vào thủ hạ của Diệp Phàm. Oanh, đầu Âu Dương Tu trực tiếp nổ tung, thân thể trong nháy mắt bị đánh nát, phân bố khắp nơi trong diễn võ trường, lập tức kinh sợ tất cả mọi người, điên rồi sao? âu dương tu điên rồi sao tựa như gã cố ý đưa mình đến trước mặt diệp phàm để hắn giết thân hình diệp phàm dừng lại nhưng không chút do dự bay lên long rực dương cánh trong nháy mắt bắn nhanh đến trên bầu trời ngay sau đó vị trí diệp phàm đang đứng ban đầu tuôn ra vô tận huyết khí tu vi âu dương lần nữa xuất hiện tại ý cười nói chật chật không đủ người giết không được ta ha ha ai cũng giết không được ta nguyễn cung ta không giết được ta nguyễn cung làm sao bây giờ làm sao đây Ta đi cùng ngươi. Ta đi xuống với người kiểu gì chứ? Ấy đáng ghét, người giết không được ta, ta sẽ giết ngươi. Âu Dương Tu lần nữa biến mất, ta khí phun trào, một con cửu mãng xuất hiện trên trời, há miệng hung hăng cắn về phía Diệp Phàm. Lực lượng nguyền rủa, giọng nói kinh hãi của Tôn Vũ vang lên, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng y cũng hiểu rõ Âu Dương Tu luyện là lực lượng gì, đây là nguyền rủa, bất tử nguyền rủa. Chỉ một người điên cuồng mới có thể nguyền rủa bản thân mình phải biết loại nguyền rủa này còn thống khổ hơn cả giết hắn, bởi vì mỗi lần đã qua thời gian đặc biệt, hắn đều phải thừa nhận thương vong đến khi còn sống, quá trình sống đến lúc tử vong, mỗi ngày đều nhất định phải chịu đựng một lần. Chết thì không chết được, nhưng vẫn luôn bị quá trình tử vong tra tấn. Loại thống khổ, không phải người, oanh oanh oanh, Diệp Phàm cùng Âu Dương Tu ở trên không trung tiến hành oanh kích vô cùng mạnh mẽ, Âu Dương Tu căn bản không phòng ngự, hoàn toàn là công kích không muốn sống, tà khí vô tận tràn ngập, giống như vệ huyết hồn trùng, không ngừng chui vào thân thể Diệp Phàm. Diệp Phàm không ngừng đánh nổ Âu Dương Tu, nhưng Âu Dương Tu không ngừng sống lại, hắn giống như một cỗ máy vĩnh viễn không biết mỏi mệt, không ngừng đánh ra công kích, nhưng lại không chết không diệt. Đáng sợ, cho dù là ai gặp phải đối thủ như vậy cũng bó tay hết cách, giờ phút này cho dù trăm phần trăm lòng tin đối với võ tu của Diệp Phàm cũng bắt đầu dao động, còn đánh như thế nào được nữa. Đánh không chết còn chưa tính, còn phải xem tình hình thế nào, nguyên lực của Âu Dương Tu phảng phất như vô cùng vô tận. Oanh, lại một quyền giáng xuống, nguyên lực và cương lực của Diệp Phàm đồng thời nổ mạnh, thân hình Âu Dương Tu lại nổ tung lần nữa, long rực lập lòe, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện ở diễn võ trường phía dưới, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao nguyên lực cũng không nhỏ. Trên người hắn, từng luồng tà khí khác thường dâng trào, đan xen cùng một chỗ với nguyên lực của Diệp Phàm, không giờ khác nào không làm hắn tiêu hao nguyên lực. Đây là lực lượng nguyên rủa, cho dù Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ cũng không dám tùy ý để nó tiến vào thân thể của mình. Không thấy được Âu Dương Tu đều bị nguyền rủa lực biến thành như vậy sao, nếu Diệp Phàm thật sự hấp thu lực lượng nguyền rủa, đoán chừng còn chưa hình thành đạo đan, không cẩn thận chính mình đã bị nguyền rủa trước rồi. Ha ha, mệt không? Ha ha ha, ta không biết mệt, người biết ta hâm mộ các ngươi đến mức nào không? Ta cũng muốn nếm thử mùi vị mệt của nó, nhưng ta chỉ có thể chịu đựng đau đớn, thế giới này đúng là thích trêu cợt người khác. Thân hình Âu Dương Tu lần nữa thành hình cách Diệp Phàm không xa, giống như điên cuồng cất cao giọng nói, nếu ta sống không được bộ dạng ta muốn, vậy ta sẽ để cho thiên địa mục nát này hủy diệt được rồi, ha 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 ha, ha ha ha. Ở chỗ lan can mạc không, y nhân thường đã bị thương, hôm qua gió xuân vẫn như cũ, không thấy phiền muộn hôm nay, thiên địa này lớn như vậy, giấu được dục vọng, giấu được lòng người, giấu được dơ bẩn, thiên địa này là nhỏ như vậy, giữ không được nàng, không lưu qua được, vì sao, các người nói cho ta biết vì sao vì sao không có vì sao hoặc là phá cái ngày này hoặc là đi vào vùng đất này đây là đáp án mà ngươi muốn thiên địa không lớn nhưng lại làm cho ngươi cả đời đau khổ thiên địa không nhỏ lại không có chỗ nào thuộc về chúng ta trong thế giới buồn cười này chúng ta đều là món đồ chơi là vấn thiên không bằng nghịch thiên diệp phàm nghe vậy lạnh nhạt nói trên lăng hư kiếm trong tay lực lôi đình nổ tung lực lượng ngũ hành hóa thành thương long nấn ná trên bầu trời nghịch thiên ha 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 nghịch thiên, nếu nghịch thiên, vậy liền từ giết người bắt đầu đi, ngươi là người đầu tiên có được hay không? Âu Dương Tu điên cuồng nói, sau đó lực lượng nguyên rủa càng ngày càng mạnh bắt đầu hội tụ, tiếp theo lại một đợt công kích điên cuồng đến cực hạt, mỗi một kích đều phải toàn lực ứng phó, cho dù Diệp Phàm có được năng lực nghịch thiên cũng có chút khó mà chịu đựng nổi. Bất tử chi thân, ta ngược lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc cường đại như thế nào? Diệp Phàm quát lớn một tiếng, tiếp theo lôi quang nổ tung, lôi sát ngũ linh kiếm. Len keng len keng len keng, tốc độ khó hiểu, lôi ảnh không cách nào bắt giữ, kiếm mang không cách nào ngăn cản. Thân hình Âu Dương Tu bị chém giết trong nháy mắt, tiếp theo ngưng tụ, tiếp theo bị chém giết. Tử vong, hồi sinh, tử vong, hồi sinh, tử vong, sống lại. Một kiếm, hai kiếm, mười 10 kiếm, trăm kiếm, tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, công kích càng ngày càng mạnh. Toàn bộ diễn võ trường, chỉ còn lại lôi ảnh kiếm quang của Diệp Phàm cùng với Âu Dương Tu không ngừng tử vong sống lại. Đáng sợ, hai người đều vô cùng đáng sợ, nguyên lực của một người phải đến trình độ nào mới có thể chém ra nhiều kiếm như vậy, hơn nữa uy lực của một kiếm mạnh hơn. Phía sau Diệp Phàm là hư ảnh Lôi Thần vô cùng rõ ràng, lão giống như một Lôi Thần chân chính, đại sát tứ phương. Cái chết, ai có thể khiến ta tử vong, nguyên rủa, là sức mạnh của thần linh, ngươi không giết được ta, kết quả cuối cùng, chỉ là sức mạnh kiệt xuất của ngươi bị ta giết chết, cho dù là cường giả thánh hiền thì có thể làm gì được ta. Âu Dương Tu điên cuồng giống to mỗi lần gã tử vong thì lại càng điên cuồng thêm một phần. Rốt cuộc, kiếm quang dừng lại, sắc mặt Diệp Phàm càng tái nhợt, khí tức toàn thân có chút huệ oải, chém liên tục gần 200 kiếm, giết Âu Dương Tu hơn 100 lần, nhưng mà Âu Dương Tu thật sự giống như tấm thân bất tử. Chương 869. Đáng sợ nhất là tà khí nguyền rủa của Âu Dương Tu không ngừng ăn mòn thân thể hắn, nếu nguyên lực của hắn không phải là thần văn nguyên lực, sợ là căn bản ngăn cản không được lâu như vậy. Ta là người bất tử, chỉ lãng phí thời gian mà thôi âu dương tu cười lạnh nói diệp phàm nhíu mày mặc dù hắn có thể chém giết âu dương tu bỏ thi thể dưới đài hắn vẫn như trước sẽ hóa thành huyết vũ xuất hiện trên đài kể từ đó âu dương tu không tính là thua bởi vì không ai có thể nói thi thể bên ngoài trận chính là âu dương tu âu dương tu căn bản không có thi thể hắn là bất tử đấy hôm nay muốn đánh bại âu dương tu chỉ có phong ấn gã làm cho gã không cách nào chết được cũng không cách nào xuất hiện lại trên diễn võ trường một lần nữa thế nhưng điều này cũng quá khó khăn lực lượng thần văn của hắn có hiệu quả phong ấn cực mạnh, nhưng lực lượng nguyền rủa của Âu Dương Tu có tính bài xích rất mạnh, nguyên lực thần văn căn bản không cách nào thuận lợi hình thành phong ấn được, trừ phi hắn cũng nắm giữ lực lượng nguyền rủa. Diệp Phàm chậm rãi buông bỏ một phần chống cự, để cho lực nguyền rủa bám vào trên người chậm rãi ăn mòn. Tiếp theo thiên cơ ngưng đạo quyết điên cuồng vận chuyển, hắn muốn thử một lần, có thể thuận lợi luyện hóa lực lượng nguyền rủa mà không trở thành cùng Âu Dương Tu biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ không giết âu dương tu quát lạnh khát máu tiếp theo lại hóa thành huyết ảnh phóng về phía diệp phàm trường kiếm trong tay diệp phàm xoay tròn lực hàn băng nổ tung chi linh bất phá tượng băng không ngừng xuất hiện ngăn cản âu dương tu công kích tạm thời giữ chặt diệp phàm lại âu dương tu biến thành trạng thái nguyền rủa mặc dù không chết nhưng thủ đoạn công kích cực kỳ đơn vi nhất chỉ có tà khí công kích và thuần túy cận chiến cũng không có âu dương tu ở trạng thái bình thường nắm chặt vũ kỹ như vậy hiệu quả đạt được của bất hàn linh cực kỳ rõ rệt mặc dù trong nháy mắt sẽ bị âu dương tu sĩ đánh nát nhưng mà liên tục không ngừng xuất hiện ngăn cản bước chân âu dương tu trừ phi là nguyên lực của diệp phàm khô kiệt nếu không âu dương tu căn bản không thể đột phá được sự ngăn cản của hàn linh nhưng mà ai cũng biết diệp phàm là quá trình chậm chạp tử vong nguyên lực tiêu hao không nhỏ của hàn linh mỗi một cái kính tượng bị đánh nát đối với diệp phàm mà nói đều là nguyên lực tiêu hao mà xem âu dương tu nguyên lực vô cùng vô tận bất tử bất diệt nguyên lực luôn có thời điểm tiêu hao hết đến lúc đó Diệp Phàm tất thua không thể nghi ngờ, vô số võ tu dồn dập thở dài một hơi, ai có thể nghĩ đến Âu Dương tu vậy mà mạnh đến mức độ này, sức mạnh nguyền rùa, đây là lực lượng chỉ có thần linh mới có thể có được, thiên vũ đại lục, ai có thể phá giải. Diệp Phàm mạnh không, mạnh, quá mạnh, 200 lôi chạm vừa rồi nếu dùng để đối phó vương trùng, tin rằng trận chiến trước không cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Hiển nhiên chiêu này là sát chiêu của Diệp Phàm để lại để đối phó với Sở Phong Vân, không ngờ lại đối phó với Âu Dương Công. Còn về lượng nguyên lực kinh khủng của Diệp Phàm nữa, phải biết rằng dưới tác dụng công kích toàn lực của Âu Dương Tu, cho dù là hai trọng cường giả trí tôn cũng không dám nói chắc thắng mà Âu Dương Tu phát ra bao nhiêu công kích cơ chứ. Hoàn toàn không hao tổn, bất kể phòng ngự công kích, Diệp Phàm một mực ở trạng thái toàn lực đối chiến với Âu Dương Tu, hơn nữa một mực ngăn chặn Âu Dương Tu, đây là trình độ gì? Có thể nói, nếu không có lực nguyên rủa, Âu Dương Tu căn bản không phải đối thủ của Diệp Phàm, chênh lệch giữa hai người là rất lớn, thế nhưng Âu Dương Tu có sức mạnh nguyền rủa xong, kết cục liền hoàn toàn bất đồng. Phải thua sao, võ tu nam linh cảnh, võ tu trung linh cảnh đều có chút mất mát cùng vô lực, loại đối thủ này, mặc dù sở phong vân gặp, thì như thế nào? Không sợ cường giả, chỉ sợ không có cách nào đánh bại đối thủ, Âu Dương Tu chính là loại tình huống này, người mạnh mặc ngươi mạnh, dù sao ngươi không giết được ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Thật ra cũng không phải Diệp Phàm không có biện pháp nào khác đối phó Âu Dương Tu, đừng quên rằng hắn cũng có một thân ngoại hóa thân không chết được hắn hoàn toàn có thể chịu hóa thân ngoại thân ra ngoài sau đó để cho hóa thân ngoại thân cùng âu dương tu cương thân ngoại hóa thân nguyên lực dùng hết liền bị âu dương tu chém đứt tiếp theo lại trạng thái phục sinh hai người cứ như vậy hao tổn về phần bản thể diệp phàm hoàn toàn có thể ngồi một bên ăn dưa xem kịch nhưng nếu thật sự đánh như vậy trận thi đấu này đến sang năm cũng không kết thúc được vậy cũng không có ý nghĩa gì đến lúc đó sợ là đám người tử đông cừu không còn cách nào thay đổi quy tắc chiến đấu nữa. Từ từ hấp thu lực lượng nguyên rùa, rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác có chút không ổn, lực lượng nguyên rùa quả nhiên bắt đầu dẫn động pháp tắc thiên địa, bắt đầu nguyên rùa hắn. Lúc này nguyên lực thần văn điên cuồng vận chuyển, nhưng vẫn không thể ngăn cản loại nguyên rùa này, trái tim Diệp Phàm lập tức trầm xuống. Không cần suy nghĩ, lúc đầu Diệp Phàm có thể dẫn dắt loại nguyên rùa chi lực này tiến vào bên trong tử phủ, ở chỗ sâu trong tử phủ nguyên lực chi hải, Bản thể Thiên Đế Đồ Lục chính là trấn áp ở nơi đó, ôm ý nghĩ đạo hữu không chết của Bần Đạo, Diệp Phàm quyết định lựa chọn Hỏa Thủy Đông dẫn, dẫn dắt nguyên rủa chi lực đến trên người Thiên Đế Đồ Lục. Dù sao hắn cũng mới chỉ bắt đầu loại thiên địa pháp tắc này, vậy thì cứ để bản lục cứng rắn, nếu quyển sách không thể thắng được, vậy thì cam chịu số phận đi. Cũng may Thiên Đế Đồ Lục không có thần trí, nếu không sợ là phải ân cần thăm hỏi tổ tông Diệp Phàm thế hệ trước rồi, chủ nhân không biết xấu hổ như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Đế Đồ Lục tốt xấu gì nó cũng đã trợ giúp Diệp Phàm nhiều như vậy, làm sao vừa gặp phải chuyện lại để nó sông lên đầu, trạng thái hiện tại của nó cũng không phải lý tưởng, nào có nhiều lực lượng như vậy. Phẩm giai thiên đế đổ lục hoàn toàn vượt qua quy tắc, vượt qua thần linh, thời điểm sức mạnh nguyền rủa gặp phải thiên đế đổ lục, phảng phất như trực tiếp chọc giận thiên đế đổ lục, một cỗ lực lượng thần bí bành trướng không gì sánh được xuất hiện, lực lượng pháp tắc lưu truyền, lực lượng nguyền rủa trong nháy mắt áp chế, tiếp theo giống như một con ngựa bảo an không ngừng vó hóa thành lực lượng tinh thuần nhất tiến vào trong tử phủ Diệp Phàm, ngừng tụ thành đạo đan nguyên rùa. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, thiên đế đồ lục này quả nhiên đáng tin cậy. Con hàng này hoàn toàn không có cảm giác ấy náy vừa mới bán bảo bối đắc ý nhất của mình, giống như hắn bán quách nó đi vậy. Chớ chú đạo đan hình thành, phía sau cơ hồ nước chảy thành sông, lực lượng nguyên rủa của Âu Dương Tu trở thành chất dinh dưỡng, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, không chỉ bổ sung tiêu hao nguyên lực cho hắn, mà còn tăng cường độ của chớ chú đạo đan lên. 10 phút sau, Âu Dương Tu vẫn công kích vô cùng cuồng bạo, nhưng căn bản không cách nào đột phá Hàn Linh Bất Phá của Diệp Phàm. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là dung lượng nguyên lực của Diệp Phàm quả thực khủng bố đến mức làm người ta không biết nói gì, nếu là bọn Sở Phong Vân thân thể thương linh còn có thể hiểu, nhưng Diệp Phàm chỉ là đạo nhiên thể, không đến mức mạnh như vậy chứ. Trước tiên không nói đến việc tiêu hao lượng lớn nguyên lực mà chỉ cần hơn 10 phút duy trì không bị hàn linh tiêu hao nguyên lực cũng đã đủ để tiêu hao hết một nguyên lực ngũ trọng trí tôn rồi. Nếu đấu không lại thì nhận thua đi, cứ để hao phí thời gian như vậy mà tử vong đi. Có võ tu trực tiếp từ bỏ, ai, ở trong lòng ta, Diệp Phàm vẫn là người mạnh nhất, chỉ là gặp tình huống đặc thù như Âu Dương Tu, căn bản không thể đánh. Thiếu chủ của chúng ta vô địch, bọn cặn bã nam linh cảnh, trung linh cảnh, để Diệp Phàm đầu hàng đi. Võ tu Tây Linh Cảnh bắt đầu kêu gào, Nắm chắc phần thắng trong tay, mặc cho ai cũng biết Diệp Phàm đã thua. Nhưng vào lúc này, trên diễn võ trường, tất cả tượng băng trong nháy mắt nổ tung, hình thành vô số hàn băng xung kích, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng trong nháy mắt. Đồng thời, hai mắt Diệp Phàm biến thành màu vàng óng, lực lượng thời gian vận chuyển dừng lại. Âu Dương Tu điên cuồng lập tức đình chỉ động tác, bị hàn băng phong ấn, tiếp theo, hai tay Diệp Phàm nhanh chóng kết ấn, áp vào phía trên hàn băng đường vân thần bí bắt đầu khắc họa lên trên tượng băng. Chẳng lẽ đây là phong ấn thuật, tôn võ đang không nhịn được mà kêu lên kinh hãi, đồng tử của tất cả các võ tu dồn dập co rụt lại, phong ấn. 870, sở phong vân lưu trấn, giết người không chết, phải làm thế nào mới có thể đánh bại? Chỉ có hai loại phương pháp, một loại là dùng trận pháp vây khốn đối phương, khiến hắn cả đời không trốn thoát được, nhưng duy trì được nguyên khí tương đối nhiều, hơn nữa Âu Dương Tu không biết mệt mỏi công kích, có thể nói, phương pháp này không thích hợp. Còn có một cách khác nữa đó chính là phong ấn, phong ấn và trận pháp có bản chất khác nhau, phong ấn là mượn sức mạnh của trời đất, xây dựng nên trận pháp đặc thù phong tỏa một thứ, những chuyện như thế này có thể có tu vi, nhưng thần hồn thì có thể là cả người. Mà phong ấn còn có một nơi kinh khủng nhất, nó không cần vận chuyển nguyên lực liên tục, nói cách khác, chỉ cần phong ấn bị đánh ra thì sẽ không có trường hợp tiêu hao tài nguyên. Trận pháp ở Thiên Vũ đại lục rất bình thường nhưng phương pháp phong ấn căn bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết và truyền thuyết vậy mà bây giờ diệp phàm sử dụng phương pháp phong ấn người này hiểu biết có nhiều đến mức quá đáng không rất nhanh tất cả đường vân được kết hợp lại với nhau tạo thành một sợi xích thần văn khóa chặt tượng băng lại tiếp đó diệp phàm mang tượng băng đến bên dưới đài thân hình âu dương tu hoàn toàn bị đóng băng không thể dãy giụa im lặng im lặng vô tận sau trận kịch chiến kịch liệt quá trình chấm dứt làm cho người ta mau chóng kinh hãi nhưng mà tất cả những thứ như phong ấn chi thuật đều không tạo ra rung động mãnh liệt cho mọi người một trận chiến đấu nguyên rủa pháp tác đến phong ấn chi thuật cái này đã vượt qua sự lý giải của võ tu chiến đấu của mọi người nhưng cứ một lần chiến đấu như vậy mới chính là cấp độ mà tất cả võ tu có thể phấn đấu cả đời vì sao phải thành tiên đây chính là chiến đấu mà tiên nhân mới có thể có mặc dù diệp phàm cùng âu dương tu cũng không đạt tới cấp độ tiên nhân nhưng thủ đoạn của bọn họ đã thoát ly khỏi thế giới này phàm nhân có thể không chết sao phàm nhân có thể mượn thiên địa lực phong ấn vạn vật sao? Diệp phàm đem lang hư kiếm vào vỏ, tiếng va chạm của vỏ kiếm lập tức đánh thức tất cả võ tu. Tiếp theo, toàn bộ đệ tử vạn đạo học phủ đều nhảy dựng lên, giơ lên hai tay điên cuồng hô to, toàn bộ vương tỏa, tung hoành vô địch, kiếm phong chỉ thiên hạ, cùng giai ta vi tôn. Kiếm phong chỉ thiên hạ, cùng giai ta vi tôn. Toàn năng vương tỏa, toàn năng vương tỏa, kiếm phong chỉ thiên hạ, cùng giai ta vi tôn. Kiếm phong chỉ thiên hạ, cùng giai ta vi tôn từng tiếng chiều dâng cao hơn từng tiếng như cuồng phong bão táp thổi quét tứ đại linh cảnh vô số võ tu điên cuồng giống to thân ảnh diệp phàm ở giờ phút này vô địch mà kiệt ngạo vô số võ tu ùn ùn đứng lên giơ hai tay phát tiết cảm xúc sùng bái và cuồng nhiệt của mình trung linh cảnh nam linh cảnh thậm chí là võ tu ở tây linh cảnh và bắc linh cảnh cũng bắt đầu gào thét điên cuồng bọn hắn có sự nhiệt tình với linh cảnh của bản thân cũng có sự sùng bái đối với cường giả dưới tình huống như vậy diệp phàm đã đánh bại âu dương tu thực lực này, đáng được tất cả mọi người hoan hô. Vô địch, chân chính vô địch, cùng giai ta vi tôn, toàn năng vương tỏa, mỗi một khẩu hiệu, mỗi một danh hiệu đều là bọn họ công nhận từ nội tâm, diệp phàm cách thần đàn còn kém một bước cuối cùng, truyền kỳ ngược dòng mà lên, hắn sẽ là tín ngưỡng mới. Vô số nữ tu phát điên thét chói tai, các nàng hận không thể giao hết bản thân mình cho diệp phàm, vô số nam tu kích động gào thét, đây là tôn trọng đối với cường giả. Giờ khắc này, cho dù là phàm nhân cũng bị xa xôi trên bầu trời, từng tiếng xương hô toàn năng kia, Diệp Phàm kêu gào hấp dẫn. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ lộ ra nụ cười vô cùng động lòng người, nam nhân này thật sự quá mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tố Tố càng thêm kích động đỏ bừng, băng thần điện, Bắc Cung Tuyết lặng lặng nhìn Diệp Phàm đang ngồi trên sân, đột một lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt híp lại thành hình trang lưỡi liềm, hai cái răng nanh lộ ra, nhất thời làm không ít nam tu trong lúc vô tình nhìn thấy Bắc Cung Tuyết ngây ngốc. Sau khi nữ thần Hàn Băng nở nụ cười, rốt cuộc xinh đẹp động lòng người đến thế ai có thể ngờ được thánh nữ của băng thần điện cười rộ lên đáng yêu như thế chứ. Đáng tiếc Diệp Phàm không nhìn thấy, nếu không hắn cũng sẽ bộc lộ nụ cười xuất phát từ nội tâm. Sư phụ, đây là vinh dự của ngươi, cũng là ngươi xứng đáng được đấy, trên thế giới này, không ai có thể sánh với ngươi, ngươi vẫn mạnh như vậy. Bác Cung Tuyết âm thầm lẩm bẩm không có sự kiềm chế của vô tình đạo đối với tình cảm, tình cảm của nàng đối với Diệp Phàm giống như đại dương minh mông đã hoàn toàn bao phủ tâm nàng, chỉ là ái náy và tự trách, làm cho nàng không cách nào giống trước kia, trước sau như một đối mặt với Diệp Phàm Si tình cốc, hun hút ngắm nhìn hình ảnh trên bầu trời, giờ phút này nàng yên tĩnh như một đứa bé, lặng lặng ngồi ở bên cạnh tảng đá trong cốc, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve thiên dực cung, cuối cùng thở dài một hơi, vô luận ở nơi nào, đều không trốn thoát được sao. Nếu sớm biết như thế, chẳng bằng không luân hồi là tốt nhất, nhân thế gian tình yêu, thật là làm người tức giận. Thu Nguyệt ngồi ở trên đài cao, trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ có một tia ý cười nói không rõ được, tiểu gia hỏa, lời nói của người ưu tú như vậy, tỷ tỷ nếu động tình thì nên như thế nào. Xem ra sau này không thể tùy ý giống như hắn, nếu không đối với đạo của ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thật sự là sát thủ của nữ nhân đó. Trong trí tôn thần thành, một hắc y nam tử nhìn nam tử trước mặt, khuôn mặt lãnh khốc lộ ra một tia kích động, nhị ca. Tam đệ, hai người mãnh liệt ôm lấy nhau, tình huynh đệ nồng đậm mà thâm thúy, lúc này trên bầu trời tiếng hoan hô không dứt bên tai, hai người lúc này buông ra đối phương, nhìn về phía học phủ trí tôn, lộ ra nụ cười mong đợi. Một chỗ khác của trí tôn thần thành, đại lực khiêng bát hoang côn hoàn toàn mở ra, trọng lượng mấy vạn cân khiến hắn đi mỗi một bước đều dẫm xuống mặt đất một cái dấu chân, đây là kết quả hắn dùng côn bằng lực bảo hộ, không ít người nhao nhao kinh ngạc nhìn bóng lưng đại lực, chật chật lấy làm kỳ lạ. Đại lực không dừng lại chút nào, đi về phía học phủ trí tôn, trên mặt tràn đầy nụ cười chất phác tóm lại đã vượt qua trận chiến cuối cùng. Diệp Phàm cùng Âu Dương Tu đánh một trận hạ màn, Bách Lý Vân Lạc đi lên tuyên bố Diệp Phàm thắng lợi, thanh âm càng thêm cuồng bạo, trong cảm xúc vô cùng nhiệt tình của mọi người, nghênh đón một trận chiến của Sở Phong Vân cùng Lưu Trấn. Diệp Phàm giải khai phong ấn Âu Dương Tu, Âu Dương Tu từ trong băng điêu đi ra, chậm rãi khôi phục bình thường, chắp tay với Diệp Phàm, tiếp theo vung tay lên, vạn hoàn phiêu trên đài bay trở về nơi ở của hắn. Vô số võ tu có chút kinh hãi nhìn Âu Dương Tu, không thể không nói, tình huống của Âu Dương Tu thật sự làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí ngay cả cường giả Thánh Hiền trên đài cao cũng khẽ nhíu mày, ở bên ngoài bọn hắn còn có biện pháp chế phục Âu Dương Tu, một khi đến Tiên cung mịt mờ, dưới cấm pháp đại trận, Âu Dương Tu căn bản không ai có thể ngăn cản. Như những cường giả Thánh Hiền này cố kỵ, bản thân Âu Dương Tu liền có ý định tàn sát cường giả Trung Linh cảnh ở Tiên cung mịt mù, dù sao muốn thống nhất Trung Linh cảnh, chỉ dựa vào nội đấu của Trung Linh cảnh còn xa xa không đủ những thánh hiền, trí tôn này cũng là trở ngại thật lớn. Sở phong vân nắm trường thương chậm rãi đi lên đài, lưu trấn nhìn trường kích, hai người chia nhau đứng yên, hơi thở trở nên lạnh lùng, bộ dáng đối trọi gai gắt. Bộ dạng của lưu trấn cũng cực kỳ anh tuấn, nhưng mà so với sở phong vân, quả thật không có gì để so sánh cả. Chưa nói đến chuyện thực lực của sở phong vân có phải là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi hay không, nhưng tướng mạo tuyệt đối không ai có thể sánh bằng. 871. Không dính hạt bụi, nữ tu bắc linh cảnh bắt đầu thét lên đầy điên cuồng khiến người ta không còn lời nào để nói nữa chính là chủ đề của tiếng thét lần này lại có chút khác biệt những lời này của chư như làm cho người ta dở khóc dở cười lưu trấn công tử cố lên ngươi là đẹp nhất ngươi là đẹp nhất a a kỳ thực sở công tử thật sự đẹp trai nha lưu trấn công tử tất thắng chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi sở công tử ta muốn sinh hài tử cho ngươi làm sao bây giờ ta yêu đương nhất là nam nhân ưu tú nhất bắc linh cảnh chúng ta lưu trấn công tử quả thực hoàn mỹ ta muốn giao linh hồn cho hắn vậy thân thể của ngươi đâu thân thể ta muốn giao cho sở công tử tại sao lại có nam nhân đẹp như vậy vô số nam tu tỏ vẻ khinh bỉ với nữ tu bắc linh cảnh nữ tu bắc linh cảnh cũng không biết mệt kỳ thật diệp phàm và âu dương tu cũng có dáng dấp cực kỳ đẹp trai nhưng so với sở phong vân còn kém xa lưu trấn cũng phải xinh đẹp hơn đám người diệp phàm một chút dựa theo lý thuyết Lưu Trấn có được sát ma chi lực chính là thể tu nhất, tu hành cương lực càng là ma cương chi lực, khủng bố vô cùng, ngoại hình hẳn là dáng người khôi ngô tráng kiện như vương trùng mới đúng, hết lần này tới lần khác bộ dáng hắn tuấn mỹ vô cùng, tỷ lệ dáng người cực kỳ hoàn mỹ, khiên trường kích bộ dáng, ngược lại có chút phong thái khác thường. Trong một đám hoa si điên cuồng thét chói tai, Sở Phong Vân cùng Lưu Trấn đều dơ lên vũ khí trong tay, thể tu khó giải nhất, trên thiên hạ đại bỉ, được công nhận là thể tu đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi lưu trấn hô hào cũng không thấp. Mà ở phương diện chiến đấu, thương linh thể của sở phong vân có khống nguyên đại pháp, còn lưu trấn hoàn toàn là lực lượng của côn bằng và lực lượng bản thân. Ngược lại, lưu trấn có chút ưu thế, trận chiến này, phần thắng của sở phong vân càng nhiều, nhưng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện nghịch chuyển. Sở phong vân, so với Diệp Phàm ta cảm thấy ngươi là đệ nhất linh cảnh trung kỳ hàng thật giá thật, chiêu thức của Diệp Phàm quá hoa lệ, cái gì cũng biết, toàn năng, nhưng trong mắt ta, phương hướng đi sai rồi, nhất lực phá vạn pháp, đây chính là đạo của ta, hoặc là ở lĩnh vực mạnh nhất vượt qua ta, hiểu được nhiều hơn nữa, nắm được nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lưu Trấn nói thẳng, hiển nhiên Diệp Phàm cũng không coi trọng. Tứ đại vương thể, chính là thể chất trong truyền thuyết, trùng hợp gia tộc của ta có chút nghiên cứu về phương diện này, nghe nói mỗi một loại thể chất của tứ đại vương thể đều là tư chất luyện thể cường đại nhất, cho nên, lấy ra tiêu chuẩn thật sự của ngươi đi, để ta xem một chút, ngươi luyện thể đến cùng mạnh bao nhiêu. Luyện thể, lập tức không ít người đều nghi hoặc nhìn về phía tôn võ, hiển nhiên hy vọng tôn võ có thể đưa ra một phân tích tương đối chính xác. Lưu Trấn nói không sai, tứ đại vương thể tuy đều có đặc sắc riêng, nhưng đều là thể chất tu hành mạnh mẽ trời sinh, loại tu hành này cũng không giới hạn trong việc tu hành nguyên lực, còn có trình độ chuyên tu hành, bất kỳ một vương thể nào cũng đều là cường giả luyện thể. Tôn Vũ thấy thế lập tức khẳng định nói, lập tức tên tuổi Sở Phong Vân lại tăng lên. Sở Phong Vân nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười ôn hòa, kỳ thật chiến đấu không cần thiết thô bạo như vậy, cá nhân ta không quá thích phương thức chiến đấu của võ tu luyện thể. Một thân bạch y, một chút bụi không nhiễm, sở phong vân không chỉ có người tướng mạo đẹp không giống nam nhân, con người cũng cực kỳ thích sạch sẽ, thật sự giống như một ngọc công tử nhẹ nhàng, những lời này nếu là từ miệng người khác nói ra, ngược lại có chút quỷ dị. Nhưng từ miệng sở phong vân nói ra, người khác liền cảm giác hắn chính là thuần túy yêu quý sạch sẽ. Nam nhân, cần phải cương cường mới đúng, vừa này ta càng coi trọng Diệp Phàm hơn, ít nhất ở trên phong cách chiến đấu hắn rất hợp khẩu vị của ta sở phong vân đừng giống như đàn bà lằng nhằng lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra nếu không hôm nay ta sẽ đánh ngươi thành chó chết đi cho ta lưu trấn nghe vậy liền cất cao giọng nói tiếp đó hắn vận chuyển lực lượng sát ma ở phía sau hắn hư ảnh một con châu thần xuất hiện ngay sau đó lưu trấn đã biến mất đánh ra một kích tiếng nổ vang vọng đương tay phải sở phong vân xoay nhẹ một vòng sau đó trường thương trong tay tuột khỏi tay va chạm với trường kích của Lưu Trấn, sau đó bay ngược trở về với tốc độ kinh khủng. Nhàn nhã tùy ý đón lấy trường thương như phong hỏa, sở phong vân chưa lùi nửa bước, Lưu Trấn lại trực tiếp bị cản tại chỗ, nhất thời, vô số võ tu xôn xao, dựa vào trường thương rời khỏi tay đã chặn trường kích của Lưu Trấn, lực lượng của sở phong vân khủng bố đến mức nào. Bá Long đảo hải, sở phong vân vào tới trước, trường thương như rồng, thương long thành ảnh, cương lực nổ tung, hung hăng đâm về phía Lưu Trấn. Bá Long Đảo Hải không phải là nguyên lực võ kỹ sao? Hắn làm sao có thể sử dụng cương lực? Có người kinh hãi vô cùng. Vì sao võ kỹ trên thế giới này chia làm thiên giai võ kỹ địa giai và thiên cương kỹ địa kỹ các loại? Bởi vì cương lực và nguyên lực võ kỹ không có cách nào cùng chung lộ tuyến vận hành của mình. Vì quá mức bạo liệt, kinh mạch bình thường không cách nào thừa nhận. Thế nhưng Sở Phong Vân lại sử dụng cương lực sử dụng ra nguyên lực võ kỹ. Đây là thiên phú đáng sợ cỡ nào? Phải biết rằng cương lực kỳ thật mạnh hơn nhiều so với nguyên lực bởi vì cương lực vô cùng thuần túy, không có tác dụng phong phú như nguyên lực, cũng không có rộng lớn bằng nguyên lực. Nếu có thể dùng côn bằng lực sử dụng nguyên lực võ kỹ, như vậy loại võ kỹ này uy lực tăng lên tuyệt không chỉ một điểm nửa điểm, cũng không phải là không có những ý tưởng kỳ diệu như võ tu từng có, nhưng mà đều là thất bại chấm dứt. Thế nhưng sở phong vân làm được, đây cũng chính là khí phách của đệ nhất trên trí tôn bảng, vừa ra tay đã là thủ đoạn so với người tuyệt vọng. Đương, trường kích và trường thương va chạm trên không trung, sức mạnh vạn cân trên không trung đánh ra sóng năng lượng, toàn bộ trận pháp cấp 7 xung quanh diễn võ trường liên tiếp bị phá vụn. Sở Phong Vân không ngờ lại có thể dùng cương lực đối chiến với Lưu Trấn, lấy trình độ luyện thể mà nổi tiếng, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Thiên ma loạn vũ, trường kích vũ động, vô tận bóng kích bao phủ bầu trời, Lưu Trấn trở thành một đạo quang ảnh, sát ma chi lực màu đen hình thành lồng giam, đem Sở Phong Vân hoàn toàn bao phủ. Đinh, 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 trường thương của Sở Phong Vân xoay tròn, không ngừng ngăn cản trường kích của Lưu Trấn, dù là dùng tốc độ hay lực lượng đều không kém. Người rất mạnh, nhưng mà, Lưu Trấn quát lớn một tiếng, sau đó toàn bộ quang ảnh đều biến mất. Phía sau gã, một đạo ma mà ảnh màu đen cực kỳ to lớn xuất hiện, trong tay cầm một thanh trường kích dài to lớn dài 10 trượng. Ta càng mạnh mẽ hơn, bá ma dáng thế, oanh, trường kích khổng lồ theo vô song thiên kích trong tay Lưu Trấn hung hăng chém xuống, sức mạnh gia tăng, chân áp. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh không giống nhau thân hình sở phong vân lập tức bị đánh bay, hung hăng đâm vào mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ trường đã trở thành phế tích, là công kích bá đạo nhất, chiêu thức trực tiếp nhất mà Lưu Trấn nắm giữ không nhiều lắm, nhưng cho dù chỉ có một chiêu cũng đủ làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Mặc dù mạnh như sở phong vân, nhưng vẫn bị đánh bay. Đây chính là đệ nhất cường giả luyện thể. Sở phong vân hoàn toàn bị đá tảng che lấp, chìm vào lòng đất, một kích này làm cho hắn có chút trở tay không kịp, bất ngờ, đá tảng nổ tung, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong lòng đất đi ra. Một thân áo trắng, một chút bụi cũng không nhiễm. 872, diệt linh kích của thương sinh. Cái này, sức phòng ngự gì mới có thể làm được điều này? Không đúng, còn có nguyên lực hùng hậu cỡ nào mới có thể trong tình huống như vậy không dính chút bụi đất, làm sao có thể mạnh như vậy? Đồng tử lưu trấn khẽ co lại, sự cường đại của sở phong vân làm hắn động dung, trong cùng giai, ai có thể làm được đến trình độ như thế này, đây chính là vương thể sao. Vô Song thiên kích nằm ngang, sức mạnh sát ma trong cơ thể Lưu Trấn điên cuồng vận chuyển, tiếp theo thân hình hóa thành tia chớp, ma cương lực rít gào, khuấy động mây gió trên bầu trời, hóa thành châu rừng lao nhanh xuống. Lực lượng 10 vạn quân, có thể bạt núi lấp biển, người làm sao ngăn? Lưu Trấn phẫn nộ quát, trường kích mãnh liệt chém xuống. 10 vạn đô, Sở Phong Vân nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tiếp theo nắm tay phải nắm lại, tùy ý vung ra một quyền, đơn giản đến mức làm cho người phẫn nộ. Oanh Côn bằng lực nổ tung, sở phong vân vân không chút sức mẻ, thân hình lưu trấn lập tức bị côn bằng lực quay chung quanh, nổ tung biến mất. Chết rồi, đơn giản như vậy, không đến mức đó chứ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mặc dù sở phong vân rất mạnh, nhưng lưu trấn không thể nào yếu như vậy được. Oanh, thân hình lưu trấn lập tức xuất hiện sau lưng sở phong vân, trường kích quét ngang, tốc độ sở phong vân phản ứng cực nhanh, trường thương chặn ngang, cả người một cái phi cước, trong đôi mắt mang theo một tia ngưng trọng, đây chẳng lẽ là linh khôi mạnh nhất thiên vũ trong truyền thuyết. Tiên giai linh chỉ cử tử bất diệt, giọng nói hoảng sợ của tôn võ vang lên, lập tức không ít võ tu sửng sốt, tiếp đó là chấn động, linh khuyết mạnh nhất, cử tử bất diệt, thiên cương này cần huyết mạch cực kỳ đặc thù mới có thể được đắp nặn, từng ghi chép trong sử sách nhưng đã rất lâu rồi không cho người ta tiếp cận đến mức quên lãng. Hôm nay vậy mà lại xuất hiện, tiên giai linh khuyết ha hát, mặc dù là tiên nhân, cũng chưa chắc có loại này linh chỉ đi, thật là đáng sợ. Cử tử bất diệt, Mỗi tháng có thể chống cự 9 lần công kích chí mạng, sau mỗi lần tử vong sống lại, thực lực đều sẽ được tăng lên ngắn ngủi, sau khi chết 9 lần, thực lực cao nhất có thể tăng lên tới cấp độ thực lực gấp 5 lần mình, cho dù là tạm thời, cũng vô cùng đáng sợ. Tôn Vũ nói tiếp, lập tức mọi người ngây ngốc tại chỗ, toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh nuốt nước miếng mới có thể nghe rõ ràng. Như vậy làm sao đánh được? Thực lực gấp 5 lần? Sở Phong Vân đấu đã từng diễn ra sao? trừ phi sở phong vân có thể trước khi lưu trấn tử chín lần đánh gã xuống đài nếu không trận chiến này thật quá khó khăn diệp phàm cũng hơi kinh ngạc linh khuyết cấp thánh cứ 40 năm mới có thể niết bàn một lần sau khi niết bàn tăng thực lực là vĩnh viễn mà lưu trấn lại có thể liên tục chết 9 lần trong một tháng mỗi lần thực lực tử vong đều tăng lên rất ngắn may mắn là ngắn ngủi nếu không loại linh khôi này ít nhất cũng là thần cấp sở phong vân rõ ràng cảm giác được lưu trấn thay đổi rất nhiều lực lượng mạnh hơn nguyên lực hùng hậu đấu pháp không sợ chết quả nhiên có thể trở thành đệ nhất linh cảnh, đều có chỗ khác hẳn với người thường. Bất quá, đây mới là có chút thú vị a. À. Trường thương trong tay Sở Phong Vân đột một xoay tròn, cương lực không ngừng hội tụ, trên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, một tia chiến ý xuất hiện, phảng phất trận chiến lúc trước căn bản không nhấc nổi hứng thú của gã, lúc này chiến đấu mới có một chút bộ dáng. Oanh, trường thương rời khỏi tay, hóa thành thần mâu thiên thần trong nháy mắt xuyên qua người Lưu Trấn cơ thể 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 cường đại của gã căn bản không tạo ra chút cơ hội phản kháng nào cho Lưu Trấn. Lần thứ hai trùng sinh, khí thức của Lưu Trấn càng thêm cường đại, trùng sinh không ở chỗ cũ, mà là ở bên cạnh sở phong vân, trường thương của sở phong vân vẫn còn bay múa trên không trung, trong tay gã không có bất kỳ vũ khí vũ khí nào cả. Vô song thiên kích nện xuống, sở phong vân duỗi tay phải ra, tùy ý nắm lấy. Leng keng leng keng leng keng. Sau khi trên diễn võ trường vang lên một tiếng thật lớn, Lúc này tất cả võ tu mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, Sở Phong vân vậy mà tay không tức sắt bắt lấy Vô Song Thiên Kích. Phải biết rằng Vô Song Thiên Kích chính là đạo khí cực phẩm, phong mang bên trên hoàn toàn có thể đánh nứt lớp đá chắc chắn nhất. Hơn nữa bản thân Vô Song Thiên Kích có lực lượng sát ma đáng sợ gia tăng, đừng nói dùng tay nắm lấy, mặc dù dùng vũ khí ngăn trở, cũng nhất định phải trải qua lực lượng sát ma ăn mòn. Thế nhưng mà, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, nếu nói toàn bộ công kích của Diệp Phàm có thể khiến người ta tuyệt vọng thì sở phong vân chính là phần thần bí này đã làm người ta tuyệt vọng. Không ai có thể biết được sâu cạn của hắn là công kích không cách nào ngăn cản được người khác. Hắn không chỉ có thể ngăn cản mà còn tùy ý làm như vậy. Tay phải cầm vô song thiên kích, khóe miệng sở phong vân càng thêm vui vẻ, để ta xem ngươi sau khi chết 9 lần sẽ mạnh đến mức nào. Oanh, trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, sở phong vân dùng một tay kéo vô song thiên kích về, một quyền trực tiếp xuyên qua lưu chấn, khiến người ta tuyệt vọng vô cùng cường đại thân hình lưu trấn lại xuất hiện tay trái sở phong vân tiếp nhận lấy trường thương bay trở về tùy ý đâm ra lưu trấn lại lần nữa bị chém giết quá trình dứt khoát làm cho người ta tức lộn ruột tên tuổi sở phong vân vẫn luôn vang dội nhưng trong khoảng thời gian thi đấu này diệp phàm nhiều lần giành chiến đấu một lần lại một lần thắng lợi tạo nên hình tượng vô địch thậm chí có người cho rằng thực lực của sở phong vân chỉ là hữu danh vô thực mà thôi dù sao chưa nhìn thấy sở phong vân ra tay như thế nào người duy nhất có thể ra tay là hắn đối phó lạc bắc linh và nghịch hoang thiên nhưng cấp bậc hai người này thì không phải là người đứng đầu mà trận chiến này sở phong vân lộ ra sự cường đại đến mức không thể giải thích được với tất cả mọi người bất kể lưu trấn phục sinh như thế nào bất kể thực lực của lưu trấn trở nên mạnh mẽ cỡ nào đều không ngăn được một chiêu của sở phong vân sở phong vân dường như đã phá giải được phong ấn gì đó trong nháy mắt thể hiện ra thực lực khiến cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng khó giải vô địch cường đại thần bí oanh oanh oanh, Lưu Trấn bị đánh không ngừng, không ngừng xuất hiện, sau lần thứ 9, Lưu Trấn xuất hiện một lần nữa, thực lực cả người lấy một cái tốc độ đáng sợ tăng lên, sát ma lực ngập trời chấn nhiếp thương khung, một kích nện xuống, sở phong vân lần này không thể chống đỡ như lúc trước, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra, cả người bay ngược ra, hai mắt lại lộ ra ánh mắt sáng chói. Loại cảm giác này giống như một người nhàm chán nhắc tới một hứng thú. Gia giáo sở phong vân phi thường tốt, đối xử với mọi người ôn hòa lễ độ, nhưng với tư cách là cường giả ngạo khí của hắn vượt xa đám người lưu trấn chiến đấu lúc trước đều là lễ phép ứng phó thật ra thì bất kể là lưu trấn hay âu dương tu đều chưa bao giờ được hắn để vào trong mắt nếu như nói là có cái gì khiến hắn mong đợi có lẽ cũng chỉ có diệp phàm mà thôi nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thua mặc dù diệp phàm đã thể hiện thực lực đủ cường đại hắn cũng chưa bao giờ suy xét đến vấn đề này đây là sở phong vân tôn trọng đối thủ nhưng lại chưa bao giờ chân chính xem những người này là đối thủ bởi vì sự cường đại của hắn đã sớm nghiền ép đồng dai. Nếu như Diệp Phàm không phải bởi vì tu vi quá thấp mà nắm giữ chiến lực đáng sợ như vậy, Diệp Phàm cũng sẽ không bị sở phong vân để vào mắt, có một loại cô độc, gọi là vô địch, những thứ được gọi là thiên kiêu này căn bản không hiểu, vô địch cái gì, cường đại là cái gì, là không thú vị. Đối với người khác, va chạm mạnh nhất chỉ là chuyện nhỏ, đối với sở phong vân mà nói thì chẳng có gì thú vị. Sở phong vân, người đã muốn nhìn thử thực lực mạnh nhất của ta, như vậy, ta sẽ cho ngươi biết, tuyệt vọng là cái gì. Lưu Trấn cao giọng quát một tiếng, vô tận sát ma lực mãnh liệt từ trên người hắn bộc phát ra, cương lực thổi quét, toàn bộ nham thạch của diễn võ trường đều vỡ vụn, mặt đất khe nước tung hoành, trường kích biến thành màu đỏ như máu thuần túy nhất. Tiếp theo, phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh to lớn, bóng mờ cong thắt lưng, sau lưng đeo một cây trường kích vô cùng to lớn, giống như bởi vì không chịu nổi gánh nặng, bị trường kích ép cong lưng. Võ ký cấp ngụy tiên, diệt linh kích của thương sinh, sở phong vân, Đưa thực lực mạnh nhất của ngươi ra đi, nếu không, ngươi không có cơ hội đâu." Phó ký cấp Ngụy Tiên, tất cả võ giả lập tức chấn động không nói nên lời. 873. Vương thể mạnh nhất, Phó ký cấp Ngụy Tiên diệt linh kích với nguyên lực tinh thuần dẫn động lực lượng thiên địa, thuộc tính nguyên lực quyết định dẫn động lực lượng thiên địa, cuối cùng hội tụ thành hư ảnh nguyên lực, triệu hoán vật hỗn độn diệt linh kích. Hư ảnh có uy lực 1% của diệt linh kích, còn kèm theo lực lượng nguyên lực của người sử dụng hư ảnh sẽ đánh ra một tia uy năng trên vũ khí uy lực một khích đủ để rời núi lấp biển chuyển sao rời cho dù chỉ là uy năng do hư ảnh giao cho vũ khí vẫn có thiên địa uy lực như cũ cụ thể uy lực cùng thực lực người sử dụng có quan hệ tiêu hao nguyên lực cực lớn võ tu dưới hư thiên cảnh căn bản không thể đánh ra thủ thức đương nhiên diệp phàm là ngoại lệ nguyên lực của hắn so với cường giả trí tôn còn muốn dùng nhiều hơn chiến kỹ ẩn giấu hỗn độn hoàng hôn hư ảnh khom lưng phía sau sẽ đứng lên tiếp theo rút ra hư ảnh trường kích to lớn phía sau, hư ảnh trường kích ngưng tụ thành thực thể nguyên lực, do đó đánh ra một kích hủy thiên diệt địa. Có thể nói, đây là võ kỹ có cấp bậc cao nhất xuất hiện trong thiên hạ đại bỉ trước mắt, đối với những người khác mà nói thì chấn động, đối với Diệp Phàm mà nói đó chính là hưng phấn, lúc này nhìn không chấp mắt thủ thế của Lưu Trấn, hơn nữa còn bắt đầu mô phỏng. Trên diễn võ trường, sở phong vân lạnh lùng nhìn Lưu Trấn, khí thức cuồng bạo làm cho quần áo của gã bay phấp phới, khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ diễn võ trường, tiếp theo trên trường kích cực lớn sau lưng lưu trấn xuất hiện một đạo mũi kích mang sau khi xoay một vòng trên không trung liền tiến vào trong trường kích trên tay gã tiếp theo thân hình biến mất xuất hiện ở trước sở phong vân trường kích mãnh liệt chém xuống thiên uy buông xuống ma vương gào thét trường kích của lưu trấn lúc này giống như lưỡi đao thần linh diệt hết thảy thiên uy sở phong vân quát to một tiếng lập tức một luồng khí thức vượt qua cường giả thánh hiền xuất hiện phía trước sở phong vân một cái bóng giống hệt như cái hư ảnh của gã xuất hiện duỗi tay phải ra, nắm hờ trường kích của Lưu Trấn. Oanh, vô song thiên kích của Lưu Trấn phảng phất lộ ra một tia bi minh, tiếp theo, cả người Lưu Trấn giống như tượng gỗ đứng giữa không trung, khí tức trong nháy mắt uể oải, hư ảnh lưng trên bầu trời lưng trường kích biến mất không thấy gì nữa, sát ma chi lực che khuất bầu trời kia giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu, nhưng cuối cùng Lưu Trấn vẫn thua triệt để như cũ, khiến cho người ta sợ hãi. Vương thể hóa thân, Tôn võ kinh hãi quát, điều đó không có khả năng, hơn 10 vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện hóa thân vương thể, đây không phải lực lượng mà phàm nhân có thể nắm giữ. Ngay cả tôn vũ cũng kinh hãi như thế, nhất thời vô số võ tu không rõ lý do. Có người biết tình hình thực tế thì trong nháy mắt sắc mặt họ dại ra. Trên đài cao, đám người tử đông cừu đột nhiên đứng lên, trên mặt âm tình bất định, kinh hãi đa phần bình tĩnh. Lão tổ bốn đại gia tộc thì toàn bộ kích động khoa tay múa chân, Sở Thiên Dương lại càng nhịn không được mà vui đến phát khóc nói, Phong Vân, ngươi làm được rồi sao? Hóa thân của vương thể, rốt cuộc là cái gì? Mặc dù Diệp Phàm cũng có chút khó hiểu, kiếp trước hắn mặc dù là cường giả tầng 9 trí tôn, thế nhưng đối với vương thể thật sự không phải hiểu biết đặc biệt, hắn chỉ tốn thời gian vào chuyện có lợi cho mình, vương thể cự ly quá xa xôi. Trong tứ đại vương thể, không có phân chia mạnh yếu, nhưng nghe nói trên tứ đại vương thể còn có một vương thể cuối cùng. Chúng ta gọi hắn là vương thể hóa thân, Loại vương thể này không phải là trời sinh, không ai có thể có được bẩm sinh. Hơn nữa cũng không phải lực lượng mà phàm nhân có thể nắm giữ, bởi vì hắn là thân ngoại hóa thân. Tôn võ nhịn rung động, giải thích đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân bình thường. Mọi người đều biết thuật hóa thân ngoài thân chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà biến thân ngoài thân do vương thể được đắp nặn thành, có thiên uy vô thượng. Sức mạnh thiên uy căn cứ vào tu vi bản thể để xác định. Tu vi hóa thân ngoài thân và bản thể vừa tới, các người nghe không sai nói cách khác hóa thân vương thể có thể đồng bộ tu vi bản thể của mình thân ngoại hóa thân bình thường hoặc là vĩnh viễn duy trì tu vi ở thời điểm võ tu ngưng tụ hóa thân ngoại hóa thân hoặc là phải hao phí tài nguyên cực lớn để tu hành quả quyết không đạt được hiệu quả đồng bộ tu vi nhưng vương thể hóa thân có thể hơn nữa vương thể hóa thân có thể chất siêu việt vương thể có được tất cả võ kỹ bản thể đúng vậy tất cả võ kỹ những hóa thân khác cũng không có năng lực đồng bộ võ kỹ cho nên ta mới nói đây là năng lực mà chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng người phàm không thể có được nhưng sở phong vân làm được loại hóa thân vương thể này chỉ giới hạn trong truyền thuyết còn phải khai phá vương thể đến cảnh hoàn mỹ mới có thể đạt được năng lực vô thượng nhất là thiên uy của vương thể dù là cường giả thánh hiền cũng không thể hoàn toàn chống lại loại hình ảnh thiên uy này lấy hóa thân vương thể sử dụng khống nguyên đại pháp không chỉ hiệu quả tăng phúc thật lớn của khống nguyên đại pháp mà không hề chỉ giới hạn trong nguyên lực thậm chí các loại lực lượng đặc thù như hồn lực côn bằng đều bị hắn khống chế, lưu trấn thất bại, cũng là vì cương lực của hắn trong nháy mắt bị hóa thân sở phong vân khống chế, cưỡng ép gián đoạn võ kỹ của hắn. Nói một hơi nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên Tôn Vũ dùng loại ngữ khí kích động tiến hành giới thiệu kỹ càng, có thể thấy được sở phong vân đã đả kích hắn lớn đến mức nào. Nhất thời, vô số võ tu xứng sở tại chỗ, thậm chí quên cả hoan hô, một sở phong vân đã đáng sợ như thế, mà vương thể hóa thân tương đương với hai tên sở phong vân, không, vương thể hóa thân dường như còn mạnh mẽ hơn so với bản thể, thiên uy khủng bố, càng cường đại hơn khống nguyên đại pháp, trời đất ơi. Như này còn đánh thế nào được, ai đánh qua, diệp phàm, vốn dĩ nếu một trọi một với sở phong vân thì phần thắng cũng đã mở ra năm, hiện tại sở phong vân còn có một hóa thân mạnh mẽ hơn cả bản thể của mình, vậy mà còn đánh được cái truy. Có mạnh như vậy không, đây còn là người nữa, lưu trấn ở dưới đài chậm rãi đứng lên, sở phong vân cuối cùng cũng không chém giết hắn, đây cũng là tính cách sở phong vân người này cũng không có ý giết chóc trên khuôn mặt bất lực của lưu trấn lộ ra một cảm giác bất lực tiếp theo khóe miệng hắn hơi nhếch lên không phải hắn không mạnh mà là đối thủ của mình quá biến thái hắn có được linh khuyết cấp tiên có được võ kỹ ngụy tiên cấp thời điểm chưa gặp phải sở phong vân hắn luôn cho rằng mình có được thứ mà các thiên kiêu khác không dám nghĩ tới nhưng mà trận chiến ngày hôm nay hắn lại có loại cảm giác thất bại sở phong vân cường đại khiến hắn tuyệt vọng toàn năng của Diệp Phàm đồng dạng không thể địch nổi. Nếu để hắn gặp phải bất tử Âu Dương Tu, đồng dạng không chịu đánh, làm sao kết quả là mình có được tình ngộ kinh khủng như vậy, so với ba tên biến thái này còn có chút tranh lệch. Nhắc tới Lưu Trấn tương đối có lòng tin trong ba người, hiện tại ngược lại là Diệp Phàm bởi Lưu Trấn không có phong ấn chi thuật, không cách nào đánh bại Âu Dương Tu, lời sở phong vân nói không cần suy nghĩ, hắn đã bị đánh bại triệt để, ngược lại là Diệp Phàm mặc dù toàn năng, nhưng hắn thật đúng là không sợ hãi. Trước người sở phong vân có một thân ảnh y hệt như đúc, y phục y hệt nhau, thậm chí còn giống hệt nhau như đúc, hóa thân cũng nhanh chóng biến mất. Dung nhan xinh đẹp như yêu nghiệt của sở phong vân hiện lên một nụ cười đầy lễ phép và ôn hòa. Nhất thời, vô số nữ tu bắt đầu điên cuồng thét chói tai. Nụ cười này trực tiếp bắt tù binh tâm của vô số nữ tu, nữ tu sau khi thét chói tai, nam tu bắt đầu điên cuồng hét lên. Hôm nay đánh một trận, bọn họ thấy được sự quật khởi của vương giả chân chính, đệ nhất trên đế bảng, đệ nhất trí tôn bảng, ngay từ đầu đã được nâng lên tới thần đàn. Vào thời khắc này, hắn đã nói cho tất cả mọi người biết, vương tỏa của hắn, không ai có thể ngăn cản. Vương thể mạnh nhất, vô địch thiên hạ, mạnh nhất là vương thể, vô địch thiên hạ. Vương thể mạnh nhất, vô địch thiên hạ, mạnh nhất là vương thể, vô địch thiên hạ. Vương thể mạnh nhất, vô địch thiên hạ, mạnh nhất là vương thể, vô địch thiên hạ. Vô số võ tu phát cuồng gào thét, thậm chí không ít nam tu còn điên cuồng cởi ra quần áo vung vẩy, cái tên Sở Phong Vân giờ phút này trở thành quy luật chính của tứ đại linh cảnh, toàn bộ võ tu đều dốc hết nhiệt tình, uy thế của Vương thể, thiên hạ đều kinh ngạc. Chương 874. Sở Phong Vân thu hồi trường thương, nhìn về phía Diệp Phàm, mỉm cười nói, "Diệp huynh, trận tiếp theo chính là trận chiến giữa chúng ta, ta rất chờ mong." Rất chờ mong, không ít võ tu chỉ mỉm cười, kỳ thật đến lúc này, Sở Phong Vân nói chờ mong đã không còn cần thiết nữa, dù sao có được Vương thể hóa thân là Sở Phong Vân, ngoại trừ cường giả năm tầng trở lên, e rằng không ai có thể ngăn cản được. Diệp Phàm mạnh mẽ là không giả, nếu là tình huống một trọi một, mọi người rất chờ mong, nhưng hiện tại, mọi người sẽ chỉ cho rằng sở phong vân là lễ phép mà thôi. Ta cũng rất chờ mong, đây chính là đối thủ mà ta muốn. Diệp Phàm nghe vậy cười to nói, không hề có chút sợ hãi hay thấp thỏm nào. Khi thấy trình độ sở phong vân như trước, Diệp Phàm vẫn tin tưởng 10 phần, chiến ý ngập trời, chưa nói tới diệp phàm có thật sự đấu thắng được sở phong vân hay không ít nhất loại cường giả không sợ hãi này tự tin khiến không ít người tán thành toàn bộ võ tu tứ đại linh cảnh bắt đầu gọi tên của hai người vương thể mạnh nhất là sở phong vân vương tọa diệp phàm toàn năng ngày mai sẽ là cuộc chiến đỉnh phong chân chính rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng nếu nói diệp phàm thất bại hắn thật sự sẽ bại sao đừng quên diệp phàm một đường đánh đến đây bao nhiêu người bao nhiêu lần đều cho rằng diệp phàm thất bại cuối cùng hắn vẫn đứng cuối cùng. Sở phong vân thực lực đáng sợ, chẳng lẽ Diệp Phàm không còn thủ đoạn nào khác? Hắn ta là vương tỏa toàn năng, không chừng hắn ta cũng có thân ngoại hóa thân đấy. Điều này đương nhiên không thể nào, cơ hồ tất cả mọi người đều trực tiếp phủ định ý nghĩ này, bên ngoài hóa thân loại pháp môn vô thượng này, toàn bộ thiên vũ hình như cũng chỉ có một nhà sở phong vân, mặc dù Diệp Phàm toàn năng, có được hóa thân ngoại thân, hóa thân ngoại thân của hắn có tư cách chiến một trận cùng với vương thể hóa thân sở phong vân sao? nhưng có lẽ diệp phàm còn có thủ đoạn khác hắn chưa chắc chắn sẽ thua vẫn là toàn bộ phe phái chủ trì kiên định mặc dù vào lúc này bọn họ vẫn kiên định đứng về phía diệp phàm loại người này cũng không ít trong đó võ tu nam linh cảnh chiếm cứ phần lớn dù sao sở phong vân đã trực tiếp đánh bại nghịch hoang thiên khiến cho nam linh cảnh mất mặt mũi mà diệp phàm tuy rằng để cho vương trọng chiến tử nhưng hắn đối với vương trọng cấp đầy đủ sự tôn trọng và tán thành về phương diện khác bọn họ đã nói ra lời của mình diệp phàm chính là người mạnh nhất cho nên mới đánh bại Vương Trùng. Bây giờ nếu mỗi người đổi ý đến ủng hộ Sở Phong Vân, vậy chẳng phải tự mình và mặt sao. Diệp Phàm và Sở Phong Vân còn chưa đánh nhau, người ủng hộ song phương đã bắt đầu điên cuồng cãi nhau. Trận chiến hôm nay kết thúc, Bách Lý Vân đáp xuống đài tuyên bố trận chiến ngày mai giữa Diệp Phàm và Sở Phong Vân đã giải tán trận thi đấu ngày hôm nay. Mặc dù hôm nay Diệp Phàm cũng thể hiện thực lực đủ cường thế, nhưng tân tinh chói mắt nhất vẫn là Sở Phong Vân như cũ, không có biện pháp, vương thể hóa thân quả thực kinh khủng, đây tuyệt đối là đòn sát thủ khó có lời giải, thậm chí có không ít người mở ra miệng xếp bằng, nội dung ước chừng có vài loại, trong đó có một loại là Diệp Phàm đánh bại Sở Phong Vân, tỷ lệ 1000, có thể nói cực kỳ không tin tưởng Diệp Phàm. Cách làm này có thể nói là một loại vũ nhục đối với Diệp Phàm. Dù sao đến cấp độ này đều là vương giả, cho dù tỷ lệ Diệp Phàm thắng không cao cũng tuyệt đối không làm được trò chống này. Sau khi Diệp Phàm biết được tin tức này liền trực tiếp phái Phong Lâm Thương hội áp giải mấy trăm vạn cực phẩm nguyên thạch Tài nguyên kinh khủng như thế lập tức tránh bàn ra, thế lực mở bàn chính là thương hội của Bắc Linh Cảnh, so với thương hội thiên hạ trong Linh Cảnh, thực lực mạnh hơn mấy lần, nhưng mà dưới tỷ lệ 1.000 so 1, một, một khi Diệp Phàm thắng, bọn hắn sẽ phải bồi thường mấy ước nguyên thạch cực phẩm, nhớ kỹ, là cực phẩm nguyên thạch. Trừ phi bồi thường toàn bộ thương hội cho người khác, bằng không căn bản không trả nổi, trọng điểm là loại khí ước thiên đạo có đẳng cấp cao nhất này, dù là cường giả thánh hiền cũng vô pháp làm trái. Mà thương hội này không phải ai khác, chính là Y Linh Lung Y gia, Y Linh Lung chính là người đại đạo, bình thường sẽ không quản chuyện của gia tộc, nhưng chuyện tiền đặt cược trên trời này vẫn là kinh động nàng. Cường giả Y gia dồn dập tụ lại với nhau theo phương thức hình chiếu, gia chủ Y gia Y Liên sắc mặt khó coi nhìn đám trưởng lão Y gia, hờ hững nói, là ai thiết kế tỷ lệ thắng bại? Tam tỷ, đúng vậy, là đệ. Y Phong đứng dậy, Y Liên là em trai nhỏ nhất của Y Liên, cũng là tiểu thúc của Y Linh Lung, càng là thiên tài buôn bán nổi tiếng của Y gia, lần này y hoàn toàn là bắt được cơ hội tổ chức thi đấu lần này, mở cái miệng này chính là vì hung hăng mà kiếm một khoản lớn. Y liên thật ra đã có suy đoán, loại cửa gỗ này kỳ thật phi thường hợp lý, ngoại trừ Diệp Phàm thắng bại ra, các điều kiện khác là Diệp Phàm có thể chống đỡ hóa thân vương thể xuất hiện, Diệp Phàm có thể chống đỡ sau khi hóa thân vương thể xuất hiện, 2 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, mỗi người đều có tỷ lệ đối ứng khác nhau. Có thể nói, loại quy định và điều kiện này để xác định, chỉ cần Diệp Phàm không thắng, y ra tuyệt đối sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát, mặc dù Diệp Phàm thắng, bọn họ cũng chỉ kiếm không lỗ, chẳng qua, cái này đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn cực phẩm nguyên thạch làm cho cả y ra có chút trở tay không kịp. Tiểu đệ, xưa nay người vốn là kỳ tài buôn bán, lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ta trước tiên không nói nếu Diệp Phàm thật sự thắng, kỳ thật Diệp Phàm sẽ thua chúng ta đều rõ ràng, nhưng tỷ lệ này của người rõ ràng là ức hiếp Diệp Phàm có thể đạt tới trình độ này trên thiên hạ đại bỉ, làm sao có thể tiếp nhận tỷ lệ lớn đến mức này điều này khiến võ tu khắp thiên hạ sao đối đãi với diệp phàm y liên thở dài một hơi nói chỉ cần diệp phàm bất tử ngày sau tất nhiên hắn cũng giống như tử đông cừu đường vô an một khi thực lực của hắn đạt tới cảnh giới trí tôn có thể áp chế hắn ngoại trừ sở phong vân sợ là không có bất kỳ kẻ nào cường giả như vậy nếu tính toán được nỗi nhục ngày hôm nay y ra chúng ta sẽ là người đầu tiên được thanh lý chuyện này y phong nghe vậy lập tức đổ mồ hôi lạnh y quả thực chưa suy nghĩ được nhiều như vậy linh lung Ngươi và Diệp Phàm đã từng qua lại, chuyện này ngươi định đối xử như thế nào? Y Liên nhìn về phía Y Linh Lung đang yên lặng đứng ở một bên, không khỏi nói khẽ, thật ra Y Liên đã nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này, rất đơn giản, lại thêm một cửa khẩu khoanh tay, những đường hầm mà sở phong vân có thể đi qua trong tay Diệp Phàm vài chiêu, mặc dù cửa bàn này không có ai mua, nhưng cũng đồng dạng đã chứng minh Y ra đối với Diệp Phàm tôn trọng. Sở dĩ nàng hỏi Y Linh Lung là vì muốn nhìn xem ý nghĩ của Y Linh Lung, dù sao tương lai của y ra tất nhiên là y linh lung rồi, nàng là con gái của mình thì cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối với việc quản lý gia tộc là không có hứng thú, say mê với tự nhiên và tu hành, có lẽ có lợi có hại, đạo thể mang đến tư chất không gì sánh kịp, cũng mang đến ôn hòa nhã nhận của nàng. Mẫu thân quá lo lắng, người này của Diệp Phàm cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, nếu hắn tài nghệ không bằng người, chúng ta cho tỷ lệ này, hắn sẽ thản nhiên tiếp nhận, người này đối với phương diện này xem rất đạp, bình thường tình huống như thế, hắn sẽ dùng tuyệt đối thắng lợi nói cho tất cả mọi người biết sự ngu muội của bọn họ ngu muội vô tri thuận tiện đánh mặt y ra chúng ta thậm chí trong trận đánh cược này khiến y ra chúng ta táng ra bại sản y linh lung nghe vậy liền lắc đầu mặc dù ở cùng diệp phàm không nhiều lắm nhưng đạo lý đối với nhân tâm vô cùng mẫn cảm y linh lung không cần tiếp xúc nhiều cũng có thể dễ dàng lý giải được tính cách của một người cho nên điều ta tò mò nhất chính là thế lực trăm vạn cực phẩm nguyên thạch này thế lực này rất có thể là thế lực của Diệp Phàm. Y Linh Lung nói tiếp, chương 875, thế lực của Diệp Phàm, đám người Y Liên nghe vậy lập tức hơi sững sờ, tên này có năng lực như thế sao? Cứu cứu, người đã tra được thế lực của trăm vạn khối cực phẩm nguyên thạch này chưa? Ta đã tra xét rồi, là thương hội phong lâm ở Trung Linh Cảnh. Mấy năm gần đây các thế lực mới phát triển đều đối trọi gay gắt với thương hội trong thiên hạ. Nghe nói có cường giả trí tôn tỏa chấn, xem như một thế lực hạng nhất. Ngươi nói xem, Diệp Phàm này đúng là ta đã tra được vài thứ, hội trưởng phong lâm thương hội này hình như có quan hệ không tệ với Diệp Phàm Quả nhiên, xem ra Diệp Phàm đã đưa chủ ý sang cho toàn bộ tài sản của y ra chúng ta rồi. Y Linh lung nghe vậy nhẹ giọng nói, ha ha, khẩu vị tiểu bối không nhỏ, chẳng qua hắn tin tưởng có thể đánh bại sở phong vân. Nếu hắn bại, thì tất cả đều thua, mấy trăm vạn nguyên thạch cực phẩm này cũng không phải là trò đùa, nói không chừng toàn bộ tài sản của phong lâm thương hội đều hòa hợp. Đây là một hồi đánh bạc đấy." Y Phong nghe vậy liền không khỏi phân tích, "Các ngươi xem người này thiếu phách lực sao? Phân tích linh lung như vậy, ta ngược lại cảm thấy 89 phần 10." Y Liên Đạo, song vẫn tán thành quan điểm của Y Phong, hóa thể vương của Sở Phong Văn hóa thân còn lâu mới đơn giản như tưởng tượng, tuy rằng tiểu bối Diệp Phàm có tư chất nghịch thiên, chiến lực vô địch, hơn nữa quyết đoán cực cao, nhưng vẫn trốn không thoát sự mù quáng tự tin của người trẻ tuổi hắn đấu không lại sở phong vân, mấy trăm vạn nguyên thạch cực phẩm này coi như tặng cho y ra ta rồi. Các trưởng lão y ra khác nghe vậy đều lộ vẻ tươi cười, kỳ thật các nàng suy nghĩ chính là Diệp Phàm ngày sau có tìm cớ gây chuyện hay không, trải qua sự phân tích của y linh lung, bọn họ cũng yên tâm không ít, năng lực nhìn người của đạo hữu bọn họ vẫn rất rõ ràng. Tam tỷ, những lời này của tỷ đã nói sai rồi. Y Phong nghe thấy vậy liền đột một nói, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười thoải mái, vừa mới truyền đến tin tức, thương hội phong lâm đặt cược lớn hơn một lọ cực phẩm phá tôn đan có thể đề cao tỷ lệ trở thành trí tôn một lọ thanh linh tuyền thủy phá tôn đan thanh linh tuyền thủy nhất thời trên mặt tất cả trưởng lão y ra đều lộ ra vẻ hưng phấn cực kỳ đây chính là thứ tốt ha à? mọi người đang ngồi tuy rằng cơ bản đều là cường giả trên trí tôn nhưng ai mà không có hậu bối nào vừa ý chứ mà cái này tỷ lệ đạt tới tám thành quả thực chính là tất thành trí tôn rồi loại bảo bối này hoàn toàn là cho không a à? song sắc mặt y liên lại chậm rãi trở nên ngưng trọng, nàng xua tay, đè nén kích động của mọi người, nghiêm túc nói, trước đó nếu y ra ta bồi thường một ngàn lần, mang theo danh sách võ tu thắng lợi của sở phong vân cũng miễn cưỡng lỗ vốn, nhưng thêm với hai thứ sau, chúng ta căn bản không bồi thường gì, đến lúc đó các người có biết kết quả sẽ ra sao không? Đám người nghe vậy lập tức sướng sờ, kết quả gì, dưới khế ước thiên đạo, bọn họ chỉ có một con đường chết, Diệp Phàm không ngờ ngoan độc như thế. Xem ra cách làm của Y Phong đã khiến người ta tức giận, hắn lấy mạng của tất cả mọi người thuộc thế lực thống trị là Y ra làm tiền đặt cược, đây chính là thủ đoạn tuyệt hậu. Tiểu bối đáng giận, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, chúng ta không thể thu tiền đặt cược được. Trưởng lão ổn trọng nói thẳng, các trưởng lão khác có chút do dự, phá tôn đan, thanh linh tuyển thủy A, chờ mắt nhìn chúng nó từ trước mắt chạy đi. Nhưng vạn sự không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Diệp Phàm thật sự thắng. Tam tỷ, hội trưởng phong lâm thương hội lâm sơn yêu cầu hội trưởng gửi hình chiếu trò chuyện với người y phong nói tiếp những người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau có lẽ bên dưới chính là mục đích thật sự của phong lâm thương hội y liên gật đầu rất nhanh bóng dáng lâm sơn xuất hiện hắn nhìn đông đảo hình chiếu đang ngồi ở đây lập tức chắp tay cười nói không ngờ chư vị lại đang bàn bạc với gia tộc nhưng ta đã làm phiền mong y gia chủ thứ lỗi không sao lâm hội trưởng yêu cầu ta chiếu hình nói chuyện chắc là vô sự không đăng tam bảo điện có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Gia chủ y lâm gia người sảng khoái nói, tin rằng sau khi phong lâm thương hội đặt ra yêu cầu thì các ngươi cũng tiến hành điều tra chúng ta, thậm chí suy đoán ra vài thứ, nhưng không sao. Công tử chúng ta nói, phong lâm thương hội cũng nên chậm rãi tiến vào tầm nhìn của các thế lực lớn, như các người đoán, phong lâm thương hội ta sẽ là sản nghiệp của Diệp Công Tử. Lâm Sơn cất cao giọng nói, trong lòng có một loại kích động khó tả, trước đây hắn còn chưa có tư cách sách giày cho những thế lực cấp chúa tể thế lực này, sao có thể dùng tư cách mặt đối mặt với bọn họ. Y ra, tuyệt đối thương hội cự bá, cho dù là thương hội trong thiên hạ, trước mặt Y ra cũng phải giả bộ cháu trai, sản nghiệp Y ra trải rộng khắp toàn bộ thiên vũ, chính là gia tộc thống trị Bắc Linh Cảnh. Lần này Y ra định ra tỷ lệ thắng bại cho công tử nhà chúng ta, công tử chúng ta vô cùng hài lòng, cho nên mới để cho ta hạ nhiều bảng xếp hạng như vậy, nếu công tử chúng ta bại dưới tay sở phong vân, vậy chứng minh ánh mắt nhà họ Y rất tốt. Đây là thứ y ra đáng được, nếu công tử chúng ta không cẩn thận mà thắng, vậy chứng minh ánh mắt của y còn chưa tới vị, không cần thiết phải độc lập lẫn nhau trở thành một thế lực. Lâm Sơn nói tiếp, đương nhiên, công tử chúng ta cũng nói rồi, so với y ra, chúng ta kỳ thật không đáng kể, những lời vừa rồi, công tử chúng ta còn chưa có tư cách nói ra, nhưng lần này nói tiếng xếp bàn là một cơ hội vô cùng tốt, khế ước thiên đạo đã hình thành, mặc dù các người đổi ý cũng không kịp. Cho nên, mục đích diệp công tử gọi người tới đây chính là để cho thấy hắn khó chịu đúng không? Y Liên nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, loại khế ước thiên đạo này sau khi thành hình, trừ phi hai bên đều lựa chọn giải trừ khế ước, nếu không mặc dù Y Liên một phương diện giải trừ cũng vô dụng, mà ý tứ của Diệp Phàm hiển nhiên là không có khả năng đáp ứng giải trừ khế ước. Nói cách khác, chuyện này hoặc là Diệp Phàm thua, phu nhân lại lỗ, hoặc là Diệp Phàm thắng, thắng toàn bộ tài sản của Y gia, thuận tiện còn có tính mạng của mấy ngàn người gia tộc Y gia. Đương nhiên không phải, gia chủ Y gia hiểu lầm rồi, công tử chúng ta không phải loại bụng giả dạ hẹp hòi như vậy, ý của công tử chúng ta là, nếu hắn thua, mấy thứ này bại bởi y ra, hắn còn đơn độc lấy ra một bình phá tôn đan cấp cực phẩm giao cho y ra, nếu hắn thắng, như vậy y ra nhất định phải quy thuận toàn bộ công tử chúng ta, ngày sau y ra sẽ trở thành thế lực thuộc về thiên đế môn, gia chủ y ra là trưởng lão thiên đế môn. Lúc này Lâm Sơn cất cao giọng nói, còn nữa, công tử của ta nói y ra là thế lực cấp chúa tể, loại tiền đặt cược này tin tưởng rất khó tiếp nhận đối với y ra, cho nên để biểu đạt thành ý, nếu công tử thắng, sau khi các ngươi quy thuật, ngoại trừ thanh linh thủy và phá tôn đan vẫn là y ra ra, công tử của ta sẽ còn cho y ra 50 viên phá tôn đan nữa. Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Y Phong nghe thấy vậy lạnh lùng nói, bọn họ đường đường là y ra, chính là thế lực cấp chúa tể, đứng ở thiên vũ đỉnh Phong, làm sao có thể khuất phục sai phái của một tiểu bối. Nếu không đồng ý, vậy cứ dựa theo quy tắc của bàn khẩu đi, nếu đã mở miệng thì ta đồng ý chịu thua các ngươi thắng chuyện này đương nhiên không vấn đề gì, nếu như thua thì phong lâm thương hội chúng ta đã hoàn toàn tiếp nhận tài sản của y ra, còn các ngươi thì tan thành mây khói dưới sức mạnh thiên đạo đi. Lâm Sơn nghe vậy liền lạnh nhạt nhìn y phong, cất cao giọng nói. 876, bố cục của Diệp Phàm Diệp tiểu bối là đang uy hiếp y ra chúng ta sao? Y Phong lập tức hừ lạnh, sao, chẳng lẽ y ra cảm thấy lời này nói ra không cần phải trả giá đắt hay sao? Công tử của ta chính là một trong hai đại vương giả của thiên hạ đại bỉ, tỷ lệ đặt cược tới một ngàn, ha ha, cho dù công tử chúng ta không quan tâm danh lợi, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này. Lâm Sơn nghe vậy lập tức trở nên cường ngạnh vô cùng. Y ra tuy rằng mạnh mẽ, tuy nhiên dù sao cũng là gia tộc Bắc Linh Cảnh, mặc dù muốn đối phó phong lâm thương hội cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, hiện giờ cường giả trí tôn thiên đế môn có gần 20 người, chiến lực của Diệp Phàm từ trí tôn 5 tầng trở lên đã không còn là thế lực suy yếu như trước nữa, ai muốn động thiên đế môn cũng không đơn giản như vậy. Ta sẽ truyền cho thủ hạ một phần khế ước, nếu các người đồng ý thì ký khí ước, nếu không đồng ý, vậy thì phải xem kết quả chiến đấu ngày mai. Công tử của bọn ta nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượt, nếu người muốn dẫm ta, ta sẽ đạp trở về, không cần hoài nghi sự quyết đoán của công tử bọn ta, ngay cả thế lực thống trị bản địa trung linh cảnh, công tử ta cũng không sợ, càng không sợ thế lực thống trị Bắc Linh Cảnh. Lâm Sơn nói xong, lập tức chắp tay với đám người Y Liên, cáo từ. Đợi sau khi Lâm Sơn rời khỏi, bọn người Y Liên rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, tiếp theo Y Phong cao giọng nói, thực sự là cuồng vọng, dã tâm không nhỏ, lại muốn chiếm đoạt Y ra chúng ta dễ dàng như vậy, không sợ hắn mất một miếng răng. Cầm miệng, Y Liên hét lớn một tiếng, lãnh đạm nói, nếu không phải ngươi đưa ra tỷ lệ quá cao như thế, vậy Diệp Phàm làm sao có thể bước chúng ta đến mức này, cho dù là bồi thường gấp trăm lần, y ra ta cũng bồi thường được, nhưng là một ngàn lần, nếu như Diệp Phàm thật sự thắng, chúng ta chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ta đường đường là y ra, làm sao có thể tiếp nhận loại khi nhục này, khế ước này cũng không phải không có biện pháp vi phạm, chỉ cần dùng khế ước trì hoãn thời gian bồi thường của chúng ta, cuối cùng phái cường giả thánh hiền tiêu diệt phong lâm thương hội và Diệp Phàm Đến lúc đó, cho dù hắn thật sự thắng, không còn chủ nợ, chúng ta vẫn bình yên vô sự như cũ. Y Phong nghe vậy sắc mặt khó coi nói. Các trưởng lão khác nghe vậy dối rít đáp lại, bọn họ là thế lực cấp chúa tể, sao có thể bị một tiểu bối ép buộc được. Y Liên nghe vậy liền động tâm, hiển nhiên cũng có khuynh hướng nghiêng về phương án này, bất ngờ, Y Phong lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy, đám người Y Liên lúc này nhìn về phía hắn, tam, tam tỷ, vừa rồi. Vừa rồi vạn đạo học phủ đặt cược 500 vạn nguyên thạch cực phẩm để ép Diệp Phàm thắng, còn có 3 bình cực phẩm tôi thể đan. Y Phong nói khẽ, đây là Diệp Phàm ép bọn họ đến đường cùng A. Hiển nhiên Diệp Phàm cũng nghĩ đến chuyện đến lúc đó y ra chó cùng rứt rậu, cá chết lưới rách cho nên cố ý làm như vậy. Mặc dù y ra có năng lực tiêu diệt phong lâm thương hội, nhưng đối mặt với vạn đạo học phủ cũng là chúa tể của thế lực, bọn họ có thể làm gì? Lý Gia bỏ ra 100 vạn cực phẩm nguyên thạch áp chế Diệp Phàm thắng. Y Phong lần nữa kinh ngạc, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, quan hệ giữa Lý Gia và Diệp Phàm cũng không thể trong nháy mắt, đặc biệt là lý bách sát vẫn bị diệp phàm phế bỏ từ lúc nào lý ra lại đứng về phía diệp phàm băng thần điện áp chế ngọc tương thương tê đe diệp phàm thắng y phong đã không còn vẻ kiêu ngạo phách lối như vừa rồi băng thần điện có lẽ cũng không phải do diệp phàm gây ra dù sao diệp phàm tuy rằng có chút quan hệ với bắc cung tuyết nhưng bắc cung tuyết vẫn lạnh lùng như trước không hề có dấu hiệu tốt với hắn về phương diện khác băng thần điện cũng ít khi giúp đỡ những võ tu khác tốc độ này của thương hải ngọc cũng không nhỏ cũng không biết là ý tứ của băng thần điện hay là ý của bắc cung tuyết. Lần này, Y Liên hoàn toàn từ bỏ ý định binh đi hiểm, thở dài một hơi nói, vậy Diệp Phàm phái người truyền tống tới khí ước thì sao? Ở chỗ này, Y Phong nghe vậy lập tức lấy ra, chắp tay đưa cho Y Liên, trên mặt tràn đầy xấu hổ, đều do Y nhất thời chủ quan đưa Y ra đến mức này. Tam tỷ không nên quá khổ sở, Diệp Phàm có thể thắng hay không còn chưa biết được, mặc dù chính hắn 10 phần tin tưởng, nhưng mà thực lực sở phong vân bày ra ở đó nếu như Diệp Phàm thua, Ngọc Ý Bố Lan này, cực phẩm nguyên thạch, phá tôn đan cùng tôi thể đan sẽ là của y gia chúng ta. Y hâm nhẹ giọng nói, nàng là tứ muội của y liên, cũng là một cường giả thánh hiền. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu tán thành, y liên thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, đây là một cuộc đánh cược với toàn bộ gia tộc chúng ta, nếu thắng, y gia chúng ta một bước lên trời, nếu thua, như vậy sau này chúng ta y gia sẽ là phụ thuộc thiên đế môn, tiểu bối diệp phàm lôi ra nhiều thứ tốt như vậy, có quyết đoán bực này, y liên ta chẳng lẽ sợ hắn. Nói xong, y liên ký khí ước, khí ước nhanh chóng hóa thành hư vô, một luồng sức mạnh thiên đạo đồng thời xuất hiện trên người Diệp Phàm và mọi người của y ra. Diệp Phàm ngồi trong tiểu viện, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố đã sớm chìm vào giấc ngủ, một đạo hình chiếu xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, quỳ một gối đất chắp tay nói công tử. Lâm Sơn, sao rồi? Diệp Phàm ra hiệu cho hắn đứng lên nói, chắc công tử đã cảm giác được, Lâm Sơn có chút kích động nói, trên mặt tràn đầy ý cười. Ha ha, không sai, xác thực cảm nhận được, mới có cỗ thiên đạo chi lực xuất hiện, hẳn là y ra ký kết khế ước. Diệp Phàm nghe vậy liền mỉm cười nói, công tử, kỳ thật ta rất tò mò về năng lực của ngài, tương lai cho dù là cường giả thánh hiền cũng hoàn toàn có thể bồi dưỡng được, mà tài sản của y ra cho chúng ta, chúng ta cũng có thể nhanh chóng phát triển thế lực đến toàn bộ thiên võ, hà tất phải phí công tốn sức tính kế y ra như vậy. Lâm Sơn Hiếu Kỳ nói, cho ta thời gian, ta quả thật có thể tạo ra một thế lực mạnh mẽ vượt qua thế lực chúa tể, nhưng thời gian này ngắn thì mấy năm, dài thì trăm năm, ta không biết còn có bao nhiêu thời gian phát triển thế lực của mình hay không, thiên hạ này đại loạn, sợ là không xa nữa. Nhưng mà, mặc dù y ra đã quy thuật, dù sao gốc dễ y ra cũng ở Bắc Linh Cảnh, mặc dù thiên đế môn chúng ta thật sự muốn đối phó ai, nhưng y ra cũng không ủng hộ quá nhiều, dù sao trợ giúp vượt qua Linh Cảnh vẫn là tương đối khó lâm sơn nói tiếp y gia là một quân cờ của ta ở bắc linh cảnh cũng là xuyên qua hệ thống tình báo của toàn bộ thiên vũ điều này giúp cho y gia vượt qua linh cảnh trợ giúp ta rất khó nhưng cường giả thánh hiền của y ra trợ giúp cũng sẽ là rất lớn mặt khác y linh lung là đạo thể đạo hạnh tu hành tốc độ cực nhanh tương lai thành tựu sẽ vượt qua y liên diệp phàm nghe vậy giải thích nói ta sẽ mang nó bồi dưỡng ở bên cạnh ngày sau sẽ trở thành trụ cột vững chắc của thiên đế môn ta lâm sơn cục diện của ngươi quá nhỏ mặc dù thiên đế môn ta có nguyên nhân thiên võ, nhưng mục tiêu lại muốn siêu thoát thiên vũ, tiến về tiên giới càng thêm bao la bát ngát, thậm chí là tiên giới, giai đoạn trước mắt của y ra đối với ta không có tác dụng quá lớn, nhưng mà tương lai đạo nhiên thể có thể trở thành trợ thủ vô cùng tốt của ta. 877. Giao dịch đêm trước lúc giao chiến, muốn nói sự trợ giúp của một thế lực cấp chúa tể là rất lớn, mặc dù thế lực cấp chúa tể này ở Bắc Linh Cảnh, Lâm Sơn sở dĩ cân nhắc như vậy là do cảm thấy tiền đặt cược của Diệp Phàm quá lớn nếu đã cược thì có thắng thua cho dù rất tin tưởng vào diệp phàm nhưng sự cường đại của sở phong vân lại rõ như ban ngày nếu diệp phàm thất bại có thể nói toàn bộ phong lâm thương hội đều đã lỗ vốn lâm sơn không có quyết tâm như diệp phàm ánh mắt của hắn cũng nhìn không xa như vậy hắn càng không có can đảm đánh cuộc cùng quyết tâm như diệp phàm được rồi lâm sơn chuyện khác ngươi không cần chú ý quá nhiều quản lý tốt phong lâm thương hội chính là được sự tình thiên đế môn do phong nhất phụ trách kế tiếp thương lượng với y ra cũng để cho phong nhất làm. Diệp Phàm nói tiếp, Lâm Sơn nghe vậy gật đầu, chắp tay cáo từ. Mặc dù Lâm Sơn là hội trưởng của thương hội, nhưng có thể có quan hệ với những gì y đã trải qua, để cho y phát triển một thương hội thì có thể, nhưng để cho y quản lý cường giả thì không được. Nếu Diệp Phàm thật sự thắng, hắn cũng phải thận trọng đối đãi ở mảnh đất y ra này. Có khế ước thiên đạo ở đây, y ra sẽ không phản loạn, nhưng Diệp Phàm cũng không định biến y ra thành nô lệ, chỉ có tông môn chính thức nắm giữ nhân tâm, mới có thể nắm giữ hoàn toàn dựa vào lực lượng khí ước, tông môn đi không xa. Y ra nếu gia nhập thiên đế môn, như vậy Diệp Phàm nhất định phải cho Y Liên đủ tôn trọng. Đạo nhiên thể, Y Linh Lung, rất không tồi, nếu là kéo cả đám thiên tài sở phong vân, phong tình kiếm, Âu Dương Tu vào thiên đế môn, lo gì thiên đế môn không thể chế ngự thiên võ, bước về phía giới diện cao hơn. Đừng tưởng rằng tiên nhân ở tiên giới tư chất tốt hơn võ tu phàm giới bao nhiêu. Kỳ thật đây là quan niệm sai lầm, có thể đạt tới tư chất đỉnh phong ở phàm giới, đến tiên giới vẫn sẽ là ưu nghiệt, thiên tài, ưu tú hơn so với phàm giới chỉ là tài nguyên tu hành cao cấp tiên giới. Quy tắc thiên địa đầy đủ, tu chân văn minh, nhưng bọn họ tin tưởng yêu nghiệt nơi này sau khi tiến vào tiên giới, chỉ cần không chết yểu, cho bọn hắn thời gian, bọn họ sẽ có thể chậm rãi đứng trên đỉnh phong của tiên giới. Trong tiên giới, không nhất định đều là tu sĩ sinh ra ở tiên giới, rất nhiều tu sĩ phi thăng thường có ý chí càng thêm cứng cỏi, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, những người này luôn có địa vị để lên tới chúa tể. Chẳng qua phàm là thiên tài đều có ngạo khí, muốn đám người sở phong vân gia nhập thiên đế môn, không thua gì kẻ si nói mộng, bây giờ đạo lý này đã bị hắn bắt được, hắn làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy. Diệp phàm cũng không phải muốn lấy dung nhan tư thái khuynh thành động lòng người của Y Linh Lung, trong mắt hắn, chuyện đẹp xấu gì đó không quan trọng, chỉ có phẩm chất và tư chất mới là căn bản. Hiển nhiên y linh lung ở những phương diện này vẫn tương đối phù hợp với yêu cầu của Diệp Phàm hắn nhớ rõ lúc trước còn có một băng tuyết nhi, thiên tư của hai người này so với 26 người phong vân còn mạnh hơn không ít, đương nhiên về phương diện sức chiến đấu thì tổ chức 26 người cũng không quá nhiều. Bỏ đi tạp nghiệp, Diệp Phàm chậm rãi tiến vào giấc ngủ, ngày mai chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, cho dù là Diệp Phàm cũng không nắm chắc tuyệt đối có thể thắng sở phong vân. Hắn còn có thủ đoạn khác không giả, sở phong vân cũng có thể có thủ đoạn không muốn người khác biết diệp phàm không bao giờ khinh thường thiên tài của thế giới này luôn có vài người là thiên mệnh tri tử sinh ra đã khác với những người khác sở phong vân chính là loại người này nếu đặt trong một câu chuyện sở phong vân chính là nhân vật chính tuyệt đối người như vậy từ khi sinh ra đã có vận khí trong người thậm chí diệp phàm cho rằng sở phong vân rất có thể chính là đấng cứu mình của thiên vũ đại lục diệp phàm là thuộc về việc dựa vào thiên đế đổ lục để xuyên đến đây vận mệnh của bản thân hắn cũng không phải như hiện tại, nhưng sau khi có được thiên đế đổ lục, vận mệnh của hắn cũng xảy ra cải biến, nhưng hắn tuyệt đối không phải chúa cứu thế cho thiên vũ đại lục trao cho đạo vận, hắn thuộc về người được thiên đế đổ lục lựa chọn. Chiến trường của hắn không nằm ở thiên vũ đại lục, nơi đây là sân nhà của sở phong vân, nói cách khác, sở phong vân là nhân vật chính của đại lục thiên vũ, còn biến số diệp phàm đang xuyên không. Ở sân nhà của Sở Phong Vân, Diệp Phàm đối đầu với Sở Phong Vân, tất thắng sao? Chưa chắc, trên thế giới này không có trận chiến tất thắng, ở trong thế giới võ tu, mọi chuyện đều có khả năng, Diệp Phàm có được đạo tâm tiên đế, có được bản đồ thiên đế, có được tổ nguyên sấm xét, có rất nhiều bảo bối mà người khác nằm mơ cũng không nghĩ ra, như vậy, sở phong vân thì sao? Chẳng lẽ hắn không thể có bảo bối tương tự, hắn không có cơ duyên càng nghịch thiên hơn, ai cũng không nói chắc được, nhưng mà Diệp Phàm có lý do không thể thua, hoặc là không chiến, chiến phải toàn lực ứng phó, Diệp Phàm nhìn bầu trời minh mông, chậm rãi nheo mắt lại, một cỗ chiến ý tràn ngập, sở huynh, xem người ta ai mạnh hơn ai. Trụ sở sở ra, sở phong vân cũng không chìm vào giấc ngủ. Nếu là người khác, gã có lẽ không cần coi trọng, nhưng Diệp Phàm lại làm cho gã cảm thấy rất kỳ quái, có một loại cảm giác làm cho nhiệt huyết sôi trào. Chỉ đến lúc gặp đối thủ, gã mới có thể có loại chiến ý này. Ca ca, một tiếng thân thiết xưng hô, tiếp đó một thiếu nữ bước từng bước nhẹ nhàng tới bên cạnh sở phong vân, mặc dù dung nhan xinh đẹp động lòng người có chút non nớt, nhưng đã có sơ hình hỏa quốc hương dân. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, trên người mặc quần áo màu vàng nhạt, thân thể vừa chớm nở đã mang theo một tia thanh thuần và không linh, đối với sở phong vân cũng cực kỳ thân mật. Nguyệt Ly, sở phong vân lúc này nhìn về phía thiếu nữ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sở Nguyệt Ly, Minh Châu trên tay sở ra, mặc dù không có tư chất bất khả chiến bại như sở phong vân, nhưng cũng là thiên tài khó lường. Quan trọng nhất nhất là nhất mạch này của sở phong vân cũng không có quá nhiều huyết mạch dòng chính, chỉ có hai người sở phong vân và sở nguyệt ly mà thôi ngày thường sở phong vân đem muội muội này nâng lên cao toàn bộ sở ra người trẻ tuổi nào không phải nhìn thấy tiểu cô nương này là đau đầu chứ ỉ vào sở phong vân yêu thương bảo vệ sở nguyệt ly ở sở gia chính là cô nãi nãi đừng tưởng bộ dạng thanh thuần động lòng người không linh khuynh thành nhưng chỉ cần ở chung lâu sẽ biết đây là một tiểu ma nữ vô pháp vô thiên sở nguyệt ly ở nhà cũng sẽ không nghe lời ai chỉ có người sùng bái ca ca nhất thậm chí còn lập chí muốn trở thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi như Kaka. Ngày sau cũng phải như Kaka, đứng trên sân khấu thiên hạ, phất tay đánh bại vô thiên kiêu. Trong mắt Sở Nguyệt Ly, Kaka là vô địch, không thể chiến thắng được. Cho nên nàng cũng chưa bao giờ thấy Kaka nghiêm túc như vậy, bởi vì không ai đáng để y nghiêm túc như vậy. Ngày mai là trận chiến cấp Sở Phong Vân hỏi đỉnh mạnh nhất, Sở Nguyệt Ly không dừng vó chạy tới. Lúc này mới chạy tới đây không lâu, vội vàng chạy tới tìm Sở Phong Vân. Sở Phong Vân khỏe mạnh đến mức tận mắt nhìn thấy đấy. Với tư cách muội muội ruột của Sở Phong Vân, mỹ mạo của Sở Nguyệt Ly hiển nhiên không cần phải nhiều lời, mặc dù 16 tuổi vẫn còn chờ phát triển. Nhưng dọc đường đi cũng dẫn tới không ít nam nhân ghé mắt liên tục, thẳng đến nơi ở của Sở Phong Vân, ánh mắt này mới có thể biến mất. Sở Nguyệt Ly luôn khịt mũi coi thường những thiên tài này, nam nhân mà nàng muốn tìm nhất định là nam nhân có thể đánh bại ca ca của mình. Đương nhiên, không có khả năng đánh bại hắn, ít nhất cũng không thể để ca ca của mình tùy ý nghiền ép. Sao ngươi lại tới đây? Sở Phong Vân cương chiều vuốt ve cái đầu của Sở Nguyệt Ly, cười nói. Ấy già, ca ca, không cho phép sở đầu người ta, người ta đâu phải tiểu hài tử, ta là cường giả hợp thánh đấy, cẩn thận ta béo lên đánh huynh đó. Lúc này Sở Nguyệt Ly không nghe theo, sôi nổi chạy đến bên người Sở Phong Vân, ôm cánh tay phải của hắn dí giỏm nói, ca ca, ngày mai chính là trận chiến ngươi leo lên vương tọa, hì hì, đương nhiên ta phải đích thân ra mặt nha chương 878, Đăng Lâm Vương Tỏa, Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi cười cười, ngược lại lắc đầu, người có tự tin với ca ca ngươi như vậy sao? Đương nhiên rồi, ca ca là vô địch, cái tên Diệp Phàm gì đó trông không đẹp bằng ca ca, Tu Vi mới tới thánh cửu trọng. Ai nha, còn cao hơn ta một chút nha, sao có thể là đối thủ của ca ca được? Hi hi, ngày mai ba lần vứt đi mấy cục đát đát đã đánh huynh ấy hoa kêu ẩm ý. Sở Nguyệt Ly hoạt động nói, bộ dáng động lòng người như nở ra đóa hoa nhỏ khiến người khác không khỏi thương tiếc và yêu thương sở phong vân cười lắc đầu người đúng là dùng dung mạo để bắt người nhưng hình như diệp huynh cũng rất tuấn tú vậy muội muội người hào hoa nước biết thiên hương phong hoa tuyệt đại ta lấy dung mạo người cũng là bình thường a à, ai bảo ca ca ta đẹp trai như vậy chứ người nói xem về sau nếu như ta tìm một nam nhân không đẹp trai thì mất mặt bao nhiêu cũng không trách ta lấy dung mạo lấy người nữa sở nguyệt ly nghe vậy chớp chớp đôi mắt to mê người nói phải 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 muội 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 ta quốc sắc thiên hương nhân thấy người yêu mới 16 tuổi đã bắt đầu nhớ tới nam nhân cũng không biết mẹ mỗi ngày truyền cho ngươi tư tưởng gì sở phong vân lúc này bất đắc dĩ nói 16 tuổi thì làm sao năm nay ta đã hoàn thành lễ thành niên rồi phụ thân năm đó chính là lễ thành niên lấy được mẹ nghe nói mẫu thân khi đó mới 15 tuổi đâu hi hi ha ha người vẫn yêu bát quái như vậy nếu để cho mẹ biết thì không thể đùa giỡn với ngươi rồi đúng rồi ta nhớ ngươi trước kia từng nói nam nhân mà ngươi muốn tìm hoặc thắng được ta, hoặc ngang hàng với ta, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ cô độc đến cuối đời, không chừng Diệp Huynh sẽ là một nhân tuyển tốt. Sở Phong Vân cười nói, còn lâu mới thế, ca ca, chẳng lẽ ngươi thua hắn sao? Ta thấy hắn cũng không lợi hại lắm sao, vận khí cũng không tệ, so với ca ca ngươi còn kém xa. Hơn nữa, bộ dạng cũng không đẹp trai bằng ca ca ngươi. Mỹ nhân như tiên tử bình thường của ta, cũng không phải tùy tiện là tìm được lang quân như ý, hi hi, được rồi, ca ca, ngày mai cố gắng lên nha. Sở Nguyệt Ly dịu dàng nói, đôi tiểu phấn quyền vung lên khiến tâm tình nàng tốt hơn không ít, khóe miệng nhếch lên vẻ bất đắc dĩ. Sở Phong vân phẩy tay áo, nhìn về phía linh trà trước mặt, khóe miệng mỉm cười, Diệp Huynh, cũng đừng làm ta thất vọng đấy. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm liền bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, Diệp Phàm đi đến trước cửa đại viện, tiếp đó mở cửa ra. Đại ca, giọng nói của Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời vang lên, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hai tay mở ra, ha ha, nhị đệ, tam đệ. Diệp Tàn và Diệp Quỷ trực tiếp đi tới ôm chầm lấy Diệp Phàm, mặc dù cuộc sống cách biệt cũng không lâu, nhưng tình huynh đệ này dù thế nào cũng không thể che giấu được. Các ngươi xuất quan, ha ha ha, quá tốt rồi, xem ra hôm nay ta tất thắng. Diệp Phàm cười sang sảng, tiếng cười thoải mái hiển lộ tình cảm kích động của chủ nhân, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng nhìn nhau cười, chỉ khi nhìn thấy Diệp Phàm, bọn họ mới có cảm giác vướng bận đã có người chủ tâm như vậy đại ca và bọn họ vừa là huynh vừa là cha diệp phàm giọng nói to lớn hàm hậu vang lên lúc này diệp phàm nhìn về phía thân ảnh khôi ngô bên cạnh có lẽ là kích phát huyết mạch ma viên thân hình mạnh mẽ trở nên càng thêm cao lớn khôi ngô cả người như một thiết tháp khiến người ta liếc mắt nhìn qua liền có một loại cảm giác áp bách lực lượng diệp phàm lúc này cười sang sảng đi tới bên người đại lực tay phải hung hăng vỗ vỗ bả vai đại lực lúc này lực lượng lộ ra nụ cười cởi mở hiển nhiên tâm tình cũng cực tốt. Diệp Phàm thỏa mãn đánh giá ba người, hư khuyết tam trọng, hư ngũ trọng, hư ngũ trọng, đây là thực lực của ba người, ngoại trừ Diệp Quỷ tu vi hơi thấp ra, đại lực cùng Diệp Tàn đã bước nhanh tiến về phía cảnh giới trí tôn. Có điều Diệp Quỷ cho Diệp Phàm cảm giác càng thêm đáng sợ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn không giống nhau, thứ hắn theo đuổi chỉ có công kích cực hạn, hoặc là đối thủ chết, hoặc là hắn chết, phòng ngự gì đó chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn, luận công kích một mình, Diệp Phàm cũng tự nhận không bằng, mà Diệp Tàn lại luôn có trình độ công thủ, có được khí thức sinh tử, sinh mệnh lực cứng cỏi đáng sợ. Mà Diệp Tàn nắm giữ linh vực vận mệnh cũng có tính tấn công rất là ngẫu nhiên, có lẽ chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Lực lượng thì lại thuộc về thể tu loại loại nghiền ép, không có lực phòng ngự, sinh mệnh lực vô giải, lực công kích khó giải, công kích của hắn đại khai đại hợp, không quỷ dị xảo quyệt như Diệp Quỷ, nhưng lại có một sức mạnh không thể chống đỡ sinh mệnh lực của hắn cũng là dựa vào thân thể mạnh mẽ không biến thái như diệp tàn đánh không chết nhưng mà chỉ luận lực phòng ngự thuần túy của thân thể tuyệt đối vượt qua diệp tàn không sai tu vi của các ngươi đều vượt qua ta ngược lại tu vi của ta là yếu nhất diệp phàm cười nói đại ca tin tưởng bây giờ toàn bộ thiên hạ không người nào sẽ không dùng tu vi đi cân nhắc ngươi diệp tàn nghe vậy cười nói ha ha đúng rồi nhị đệ tay trái của ngươi làm sao vậy hả ồ loại từ khí này sao lại khủng bố như thế ngươi không thể khiến nó mọc ra được đúng không? Diệp Phàm quan tâm nói, bên trong đao mộ có một ít kỳ ngộ, tử khí này mang theo lực lượng tiên đạo. Vì phong ấn đòn sát thủ này, tay trái không còn, có lẽ tên của ta có độc. Diệp tàn diệp tàn, không tàn không kỳ cục, nhưng mà cũng tốt, ta cũng quen rồi. Diệp tàn nghe vậy cũng rất hiểu mở đường, Diệp Phàm ngược lại có thể hiểu, tử khí này khiến hắn tim đập nhanh không gì sánh nổi, hiển nhiên là lá bài tẩy của Diệp tàn. Vì một con át chủ bài cường đại, dùng tay trái tính là gì, nếu đổi lại là Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng sẽ không chút do so dự mà lựa chọn độc nhất vô nhị như Diệp Tàn. Diệp Phàm, âm thanh du dương vang lên, tiếp đó cửa phòng mở ra, hai tỷ muội hoa đi ra, từ sau tiểu viện của Diệp Phàm, hai nàng thường xuyên tốn thời gian ăn mặc mình, nữ vì người yêu mình, cũng không phải giả. Hai tỷ muội vốn đã xinh đẹp không gì sánh nổi, sau khi hơi ăn mặc một chút, lại càng xinh đẹp như thiên tiên. Lạc Phượng Tố Tố vẫn ăn mặc thanh thuần trước sau như một, Lạc Phượng Vũ thì mang theo một tia thành thục cùng một tia quyến rũ. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm cũng có chút không nhận ra ai là Lạc Tố Tố nói là Lạc Phượng Vũ, bây giờ hắn đối với Lạc Phượng Vũ có vẻ ác ý vô cùng đau đầu. Lão đại, cái này, là Lạc Tố Tố phải không? Còn có một vị, số hai Lạc Tố Tố. Diệp Tàn có chút ngơ ngác nói, ngược lại mấy người Lạc Tố Tố lại biết rõ, ban đầu ở Đông Linh Cảnh, bọn họ đã dịch dung thành bọn người lý đoàn ảnh lừa gạt Lạc Tố Tố một thời gian ngắn. Trong ấn tượng của bọn họ, nữ tử này cực kỳ thông minh, hơn nữa tính tình có chút thanh nhã, tâm địa ngược lại không xấu. Mà nhìn thấy hoa tỉ muội từ trong phòng Diệp Phàm đi ra, nhất thời, trên mặt Diệp Tàn và đại lực lộ một nụ cười hèn mọn. chỉ có Diệp Quỷ là muốn lộ ra nụ cười lễ phép, nhưng vẫn luôn lãnh khốc như gã kia miễn cưỡng cả buổi, vẻ mặt lại lạnh lùng. Nhị ca, chúng ta không phải nên gọi chị dâu, chứ, Diệp Quỷ suy nghĩ một chút nói, mọi người, Diệp Phàm nghe vậy, lập tức chán nổi lên vệt đen kịt. Bái kiến chị dâu, bọn họ, Diệp Tàn lúc này chắp tay lễ phép, Diệp Quỷ cũng chắp tay hành lễ theo sau. Y cũng không cần gọi chị dâu mà phải gọi đệ muội. Đây cũng không phải ở chung đụng độ lớn, giữa Diệp Phàm và Bằng Hiếu, dựa theo tuổi tác còn nhỏ, không phải dựa theo thực lực mà tới. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ nghe vậy sắc mặt đồng thời đỏ bừng, Lạc Tố Tố cúi đầu không dám nhìn Diệp Phàm, Lạc Phượng Vũ trợn mắt nhìn Diệp Phàm, hai nàng trải qua chuyện tô trọng xong, liền bỏ qua chuyện giả trang thành ác thú của đối phương, dù sao chờ đến lạc gia, muốn tạm thời lừa gạt Diệp Phàm cũng không phải là không thể. 879, mạnh nhất triển khai chiến đấu, bọn hắn chẳng qua là không có chỗ ở, ta thu lưu, các ngươi chớ kêu loạn, đây là Tố Tố, đây là Phượng Vũ, Phượng Vũ là tỷ tỷ sinh đôi của Tố Tố. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, hắn biết rõ Phượng Vũ và hắn chỉ có quan hệ ám muội đơn thuần. Nàng không có hứng làm đạo lữ của mình, mà lạc Tố Tố, Diệp Phàm và nàng còn đang ở cùng một giai đoạn phát triển chuyện bắc cung tuyết và túy y đã khiến hắn đau đầu vô cùng hắn nào có nhiều tâm tư dính lấy tình yêu như vậy có lẽ chờ hắn diệt học phủ trí tôn giải quyết xong ma linh hạo kiếp loại chuyện này hắn mới nghiêm túc xử lý ba người diệp tàn và diệp quỷ đại lực nghe vậy lập tức gật đầu đổi giọng phượng vũ cô nương tố tố cô nương nhưng rõ ràng ánh mắt kia đang giao lưu với nhau người tin sao ta không tin ta cũng không tin nữ nhân xinh đẹp như vậy không có chỗ ở thu lưu xong thì thu lưu về phòng ngủ của mình Đại ca đúng là đại ca, ở đâu cũng có nữ nhân. Đám người diệp tàn trước trận đại chiến đến hiển nhiên khiến Diệp Phàm cực kỳ cao hứng, mấy người đi về phía quảng trường, chính giữa gặp Thu Nguyệt, Diệp Phàm giới thiệu đơn giản ba người, Thu Nguyệt lại có chút hiền lành với ba người. Hôm nay nhân vật chính chỉ có hai người, một là Diệp Phàm, một là Sở Phong Vân, một người là khiến tất cả võ tu nghi hoặc là lần này Diệp Phàm và Sở Phong Vân không phải một người chạy tới dưới sân diễn võ, bên cạnh Sở Phong Vân có thêm một thiếu nữ tầm 16 tuổi tướng mạo giống với sở phong vân đến mấy phần, không ít nam tu trợn tròn hai mắt, không ngừng nuốt nước miếng, nụ cười chớm nở, quốc sắc thiên hương. Hơn nữa là bên cạnh sở phong vân, không cần phải nói lại là nữ thần cấp tiểu công chúa. Nàng là ai, chật chật, thật đẹp, về sau mỹ mạo cũng không kém gì so với song kiêu lạc gia. Có người sợ hãi thán phục, luận mỹ mạo, nữ tu trung linh cảnh hầu như đều được tính là xinh đẹp, trừ phi là tu hành tà pháp, võ tu bình thường rất ít xấu, nhưng có thể xuất chúng ở cấp bậc võ tu, cái nào không phải nghiêng nước nghiêng thành. Về phương diện khác, nghị lực của nữ nhân không chỉ dựa vào vẻ ngoài, khí chất, phẩm hạnh, tư chất, tu vi, địa vị. Đều quyết định nghị lực của một nữ tu. Rất hiển nhiên, thiếu nữ 16 tuổi này bề ngoài tuyệt mỹ, khí chất hoạt bát, một đôi mắt to long lanh có thần, không linh mà sinh khí bừng bừng, phẩm hạnh không biết, thế nhưng tư chất đã không cần phải nói, tuổi như thế đã là hợp thánh cảnh tu vi, tất nhiên lại là một thiên kiêu. Cũng đúng, Nhìn tướng mạo liền biết là muội muội của Sở Phong Vân, Sở Phong Vân thiên tư cỡ nào, muội muội của hắn thiên tư có thể kém như vậy sao? Địa vị thì càng không cần phải nói, Sở Phong Vân chiến đấu nhiều trận như thế nhưng vẫn cùng thiếu nữ này chạy đến đây, nhìn thấy cảnh hắn cưng chiều thiếu nữ này. Nàng tên là Sở Nguyệt Ly, là muội muội của Sở Phong Vân, nghe nói là đệ tử đầu tiên trong học phủ Chí Tôn, không cần phải khảo hạch. Trong sở gia, tư chất gần với Sở Phong Vân, quan trọng nhất là Sở Phong Vân cực kỳ yêu thương cô muội này cho nên nàng là viên ngọc quý thật giá thật giá thật của tứ đại gia tộc. Tứ đại thế gia ẩn tàng, lấy vương thể làm trọng, vương thể xuất thế, tứ đại gia tộc cùng nghe theo vương thể hiệu lệnh, đây là tổ huấn của tứ đại gia tộc, cho nên sở phong vân kỳ thật chính người được tứ đại gia tộc công nhận là đệ nhất nhân. Đẹp là xinh đẹp, bất quá ta vẫn thích lạc gia song kiều hơn, đơn thuần luận mỹ mạo. Ngoại trừ tử ngô ngưng trong học phủ trí tôn, còn có ai có thể so sánh với thượng lạc gia song kiều. Có võ tu phát biểu ý kiến, quan trọng là song kiều lạc gia chính là hoa tỉ muội ai ta sống đến phiên diệp phàm chết cũng đáng mọi người tán gẫu liền tán gẫu về nữ nhân tiếp theo lại bắt đầu hiếu kỳ ba người đại lực đi theo bên cạnh diệp phàm ba người này là ai trước kia chưa từng gặp qua nhìn tình huống rất thân mật với diệp phàm tất cả đều là hư khuyết cảnh hơn nữa tuổi sẽ không vượt quá 24 tuổi dựa vào bọn họ đều là thiên tài siêu cấp ở đâu ra vậy quả nhiên là thế giới của thiên kiêu bên người đều là thiên kiêu đúng vậy thật đấy các ngươi nhìn hắc y nam tử kia vẻn vẹn nhìn thoáng qua ta liền cảm giác được một cỗ kiếm ý ngút trời ngưng tụ mà không phát thật cường đại loại cảm giác này thật giống như đối mặt siêu cấp thiên kiêu trên trí tôn bảng vậy người đàn ông cụt tay kia cũng không kém ánh mắt của hắn rất kỳ quái cảm thấy có hai loại khí lưu không ngừng lưu động rất có thể là cường giả đồng thuật chuyện này con mẹ nó là ai vậy theo ta thấy mạnh nhất chính là nam tử khôi ngô kia các ngươi xem mặt đất linh cương thạch cứng rắn kia mỗi một bước của hắn chân to trực tiếp lún xuống vũ khí hắn khiêng sẽ không có mấy vạn cân đi rất nhanh lực chú ý của đông đảo võ tu đều đặt lên ba người diệp tàn không thể không nói khí thế của ba người diệp tàn quả thực vô cùng kinh khủng đi theo sau diệp phàm giống như hổ tướng mạnh nhất có thể quát tháo phong vân bất cứ lúc nào không ít thiên kiêu nhao nhao lộ ra một tia ngưng trọng tuy rằng không có chiến đấu nhưng cảm giác của ba người diệp tàn đối với bọn họ rất cường đại rất nhanh ba người diệp tàn liền dừng bước là người thân mật nhất của tuyển thủ Dự Thi, Trí Tôn Học Phủ vẫn dành đủ tôn trọng để cho bọn họ ngồi một mình ở một nơi có tầm nhìn vô cùng tốt, đây cũng là an bài cho Diệp Phàm và Sở Phong Vân chiến đấu. Hôm nay chính là ngày vương tọa tranh đoạt, nghĩ đến hai người đều hy vọng mình thân mật nhất ở khoảng cách gần nhất đang lâm vương tọa, Chí Tôn Học Phủ ở phương diện này vẫn luôn có chút dụng tâm, làm cho không ít phó tu vô cùng hài lòng. Sở Nguyệt Ly dẫn theo mấy thế hệ trẻ tuổi của Sở ra ngồi bên trái nơi này, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, đại lực tỉ muội lạc ra cùng nhau ngồi sang bên phải. Trên mặt thế hệ trẻ tuổi của sở gia tràn đầy ý cười kiêu ngạo, còn sở Nguyệt Ly lại ngồi ở vị trí gần Diệp Tàn nhất, dịu dàng nói các ngươi có quan hệ gì với Diệp Phàm Hắn là đại ca con, Diệp Tàn nghe vậy ngược lại không có chút địch ý nào nói. Ta nói cho các ngươi nha, đại ca các ngươi hôm nay chắc chắn thua. Sở Nguyệt Ly thề thốt, Diệp Tàn nghe vậy lập tức lộ ra một tia ý cười sâu xa, ngược lại lắc đầu, tuổi tác, đại ca ta chưa bao giờ thua bất cứ kẻ nào, sở phong vân cũng không được. Sẽ không, đại ca của ta vô địch, các người căn bản không biết đại ca ta mạnh bao nhiêu. Bắt đầu từ việc ta ghi nhớ, đại ca ta chưa từng thua. Sở Nguyệt Ly nghe vậy lập tức giống như một đứa trẻ khoe khoang bảo bối của mình, kiêu ngạo vỉnh miệng nhỏ lên nói. Bộ dáng như vậy, ngược lại cực kỳ mê người, cũng may đám người diệp tàn không phải là si nam, có thưởng thức loại mị lực kinh tâm động phách này, lại không quá nhiều ý tưởng khác. Nếu như Diệp Phạm ở đây, sợ là sẽ đánh cược với thiếu nữ vô tri này nghĩ cách mượn một chút phương pháp kéo tứ đại vương thể gia tộc tới trận doanh của mình nhưng đám người diệp tàn cùng diệp quỷ hiển nhiên không có bụng đen như diệp phàm diệp tàn chỉ lộ ra nụ cười bình tĩnh không có giải thích quá nhiều sợ nguyệt ly thấy diệp tàn bình tĩnh như vậy ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái đây là lần đầu tiên có người giống như nàng tự tin với đại ca mình rất sung túc thế nhưng đối thủ của diệp phàm là đại ca của nàng dựa vào cái gì mà bọn họ không sợ hãi